nói xong dừng lại một chút cổ thương nhạc nhất thời không mở miệng được cổ thương không tiếp tục bước lên một bước lớn tiếng quát ta không có tư cách chẳng lẽ tội nhân phản bội gia tộc cấu kết với người ngoài như người có tư cách khi thấy cổ thương không như hồng cổ thương nhạc nghe xong biến sắc không tự chủ được lui về phía sau một bước khi thấy rõ ràng yếu đi ha 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 một tiếng cười to vang lên liêu hóa nguyên bước tới bên cạnh cổ thương nhạc lớn tiếng nói thương nhạc huynh từ xưa tới nay người thắng làm vua người thua làm giặc không cần nhiều lời với hắn nếu chỉ cần một mét phân ra thắng bại, chúng ta cần gì phải tới đây? Liêu tinh ngân dấu tóc bạc trắng cũng đi lên, nhìn quét mắt qua mọi người cổ ra nói. Giết hắn máu chảy thành sông, tất cả vấn đề đều giải quyết xong rồi. Hai người nói, giống như cổ thương nhạc đồng thời ngoại phóng tu vi. Ba đại tu sĩ thành nhạc thủy tế tụ, ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy đồng thời ngoại phóng cổ gia hầu như chỉ có tu vi tiên thiên cảnh sơ kỳ cảm giác có chút không thở nổi cổ thương không tức giận hừ một tiếng đồng thời ngoại phòng tu vi chặn đừng uy áp từ ba người mọi người cổ gia nhờ vậy cảm giác thoải mái hơn không ít thế nhưng trong ánh mắt nhìn về phía ba người cổ thương nhạc liễu hóa nguyên liêu tinh ngân đã lộ vẻ sợ hãi ba người này được xưng là tam đại tu sĩ đứng đầu thành nhạc thủy hầu như là tồn tại bất bại tuy rằng cổ thương không đánh thắng cổ thương nhạc tại đại hội tranh chức vị tộc trưởng nhưng lúc này ba đại tu sĩ đứng đầu tế tụ Mọi người không quá tin tưởng cổ thương không một mình một người có thể chiến thắng được ba đại tu sĩ đứng đâu. Cổ hiền, tam trưởng lão phân biệt đứng hai bên cổ thương khung, cổ hiền quát lớn. Liêu tinh ngân, chẳng lẽ ngươi cho rằng liễu ra các ngươi không chảy máu hay sao? Nếu như ngươi muốn chiến, cổ ra liều mạng cá chết lười rách với các ngươi, từ nay về sau hai nhà liễu, cổ xóa tên khỏi thành nhạc thủy cũng không tiếc. Ha 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 ha, liêu hóa nguyên cười nói, cá chết lười rách. Các ngươi chỉ có một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy, hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu mà liệu ra chúng ta có hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu cộng thêm hai người cổ thương nhạc cổ nhân các ngươi dựa vào cái gì là đối thủ của chúng ta dựa vào cái gì cá chết lời rách nghe nói vậy trong lòng tính toán không ít người cổ gia đều chảy mồ hôi trên đầu lực lượng hai bên tựa hồ thiếu cân đối nghiêm trọng lúc này cổ thương nhạc lớn tiếng nói các vị đồng tông ta cũng không muốn làm địch với người cổ gia mà là không phục cổ thương không làm tộc trưởng cổ gia các ngươi đều có huyết thống cổ gia ta sao có thể chấp nhận người ngoài làm tộc trưởng cổ gia hôm nay ta chỉ giết phụ tử cổ thương khung thanh lý môn hộ nếu như các ngươi nguyện ý theo cổ thương nhạc ra mời đứng sang bên này không muốn theo ta cũng không nên nhúng ta vào đứng vào góc trong bên kia là được nói xong cổ thương nhạc chỉ ẩm mọc đa vào phụ tử cổ thần nói các ngươi không nhúng tay sẽ bình an vô sự ta đối với các ngươi không truy xét chuyện cũ nếu có người dám trợ giúp phụ tử cổ thương khung vậy đừng trách ra không niệm tình đồng tông giết không tha mọi người cổ ra nhất thời rối loạn không ít thành viên nhất mạch đại trưởng lão nhị trưởng lào đối mặt nhìn nhau ý từ trong mắt vô cùng rõ ràng bọn họ rất sợ hãi bọn họ không muốn tham gia vào trận chiến đấu này chỉ là không muốn làm người đầu tiên trốn đi mà thôi ta kêu lên ba tiếng các người lập tức có quyết định là cùng với phụ tử cổ thương không đi tìm chết hay là đứng một bên quan sát sau đó tiếp tục làm thành viên cổ ra cổ thương nhạc la lớn một hai ba xoạt xoạt theo thanh âm hét lên của cổ thương nhạc nhất thời vang lên mấy tiếng bước chân mười mấy tu sĩ tiên thiên cảnh chưng phân nửa thành viên thổ lui sang một góc làm khách bảng quan cũng có hơn 10 tên tu sĩ cả hậu thiên lẫn tiên thiên trực tiếp đi về phía cổ thương nhà. Bên cạnh cổ thương không chỉ còn lại không tới 20 người. Liêu Hóa Nguyên thấy thế, hắn muốn cổ gia chia làm hai bộ phận tiến hành nội đấu một hồi. Như vậy cổ gia mới có thể chết càng nhiều người hơn, bất quá. Hiện tại không ít người cổ gia đã rời khỏi vòng chiến đấu, hiển nhiên bảo tồn không ít thực lực. Bất quá, cổ hiền, tam trưởng lão, cùng với các tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ năm còn đứng ở đây. Khuế miệng liễu hóa nguyên nhếch lên, chỉ cần giết chết những nhân vật cao tầng nhất cổ gia này đám người còn lại không đủ gây lo lắng sau trận chiến này trôi đi cổ gia vĩnh viễn đừng mong canh đua dài ngắn với liễu gia nữa rồi các người hôm nay gia tộc suy trong sớm tối các người dĩ nhiên không để ý cổ hiên làm tộc trưởng tiến nhiệm thấy tộc nhân như vậy chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không thôi chỉ vào đám thành viên bỏ đi mắng mỏ nhãn thần cổ thần lăng lệ nhìn lướt qua những thành viên rời đi lớn tiếng nói người dám cấu kết với cổ thương nhạc nhị trưởng lão làm việc xấu giết không tha người đứng ngoài quan sát thành viên trực hệ dáng làm thành viên chi thứ người chiến vì gia tộc Chi thứ trực tiếp thăng lên làm thành viên trực hệ. Cổ thân vừa nói ra, mọi người dừng lại một chút. Không ít người chuyển ánh mắt nhìn về phía cổ thương khung. Cổ thân nói, tức là ta nói. Cổ thương không lớn tiếng nói. Mọi người vừa nghe, thành viên vừa mới bước sang một bên quan sát, lại có hơn 10 người trở về. Người tham chiến, chi thứ thăng lên làm trực hệ. Đây là mê hoặc tương đối lớn. Thành viên trực hệ, coi như là thành viên cổ gia chân chính, thành viên chi thứ. Không chỉ là phân phối tài nguyên ít ỏi, tu vi bước vào cảnh giới tiên thiên mới có thể ngẩng đầu. Nói cách khác, cho dù là tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9 cũng chỉ là một hạ nhân, trở thành thành viên trực hệ, đối với tử tôn hậu đại có chỗ tốt rất lớn. Vừa sinh ra không phải là hạ nhân như trước, mà là thiếu gia rồi. Thấy nhân số bên cạnh cổ thương không lại nhiều hơn 10 người, cổ thương nhạc giận tới đỏ hai mắt, những người này hầu như đều là tinh nhẹ của cổ gia. Nếu thực sự bị diệt, sau này cổ gia sẽ yếu hơn rất nhiều. Liêu Hóa Nguyên và Liễu Tinh Ngân cũng lộ ra vài phần tiểu ý. Thương nhạc, người làm đại sự không cầu nệ tiểu tiết. Nếu như những người này xác định vững chắc muốn đứng cùng một chỗ với cổ thương khung, giữ lại cũng vô dụng nhị trưởng lão nói bên tai cổ thương nhạc cổ thương nhạc nhắm hai mắt lại khi mở ra trong mắt không còn vẻ đáng tiếc chỉ còn lại sát khí âm ngọc đao trong tay chỉ về phía đám người cổ thương khung quát lớn giết một người cũng không để lại liêu hóa nguyên vấy vấy tay Phát khí trong tay đám người liệu ra nhất thời bùng phát cương mang phóng thẳng về phía trước cổ thần vỗ vỗ vai phụ thân hẳn nói phụ thân đêm nay phụ tử chúng ta đại khai sát giới giết bọn chúng một phiến giáp cũng không để lại tốt cổ thương không lớn tiếng cười nói đại khai sát giới ánh mắt cổ thương nhạc đảo qua bên người cổ thần nói liễu tộc trưởng phiền phúc phụ tử hai người trước tiên kìm chân cổ thương khung tiểu tạp trùng cổ thần kia chính là cái đinh trong mắt ta ta giải quyết hắn trước sau đó trở lại hợp lực với các người đánh chết cổ thương khung liêu hóa nguyên liêu tinh ngân gật đầu đồng thời lao về phía cổ thương khung thương nhạc tiểu tạp trùng kia phải lưu lại cho ta một phần thu của thương hải và cổ hà ta nhất định phải tự tay báo chậm rãi dần và tiểu tạp trung này tới chết nhị trưởng lão bên cạnh tàn bạo nói âm ngọc đao trong tay cổ thương nhạc phát ra đau cương dài tới hơn mười trượng Hận ý trong lòng hẳn giống như nước thủy triều, hận không thể một đao chém cổ thần thành thịt vụn. Vừa ra tay liền sử dụng mười thành lực lượng, toàn lực đánh một kích. Hai tay nhị trường lão biển áo kết thành trường ấn, thân thể nhảy về phía trước, kéo gần không ít cự ly đối với cổ thần. Trường phải đánh mạnh, một đạo trường cương từ lòng bàn tay thoát ra, phách về phía cổ thần. Đạo trường cương này biến thành cự trường lớn trường sáu thước. Lập tức trường trái nhị trường lão đánh vào sau trường phải, lại một đạo trường cương bay ra, tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt liền đuổi theo sát phía sau đạo trường cương thứ nhất hai đạo trưởng cương tương dung trở lên to lớn hơn nữa bành trướng gần một trượng chính là công pháp cổ gia bàn thạch ấn hai trường của nhị trưởng lão chồng chất lên nhau tuy rằng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu thế nhưng uy lực một trường này so với cổ thương không đánh ra không kém hơn bao nhiêu tương tương với một kết quả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ trong chớp mắt đao cương và trưởng cương nhất tề công kích vào cổ thần cổ thương nhạc và nhị trưởng lão xuất thủ không hề lưu tình vừa ra tay đã sử dụng mười thành thực lực khi thế như không diệt xác cổ thần trong nháy mắt không được thần nhi cẩn thận cổ thương không hét to thế nhưng cổ thương không bị liễu hóa nguyên và liễu tinh ngân quần lấy trong lúc nhất thời không thể thoát thân được tuy rằng hắn có thể đơn giản thắng cổ thương nhạc thế nhưng hai tu sĩ tiên thiên cảnh hợp lực thực lực không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai Hùng chi liễu tinh ngân và liễu hóa nguyên là phụ tử tâm ý tương thông đều luyện tiên pháp gia truyền một người thi triển tiên ảnh trọng trọng người kia cũng là tiên ảnh trọng trọng hai tu sĩ tiên thiên tầng thứ bảy thi triển tiên ảnh trọng trọng kết quả có thể nghĩ đồng thời hai người liễu hỏa nguyên liêu tinh nhân được cổ thương nhạc nhắc nhở từ trước biết chỉ pháp của cổ thương không rất lợi hại một khi cổ thương không thi triển chỉ pháp hai người liền lập tức né tránh cứ như vậy tuy rằng cổ thương không bằng vào thiên cương thối thể đại pháp chiếm thế thượng phong thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không đánh bại được hai người mà tiên pháp chủ yếu linh hoạt đã thương địch thù hơi kém một chút bám chân địch có thừa cổ thương không bị tiên ảnh trọng trọng bao phủ mắt thấy cổ thần bị cổ thương nhạc và nhị trưởng lão vây công nhưng không có lực cứu viện Cổ Hiên, tam trưởng lão cũng có lòng mà không có lực. Ba trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ sáu của Liễu gia quần lấy hai người bọn họ, hai đầu với ba. Hai người bọn họ đã cảm thấy cân lực, làm sao có thể đủ sức đi cứu cổ thần. Nếu như cổ thương nhạc, nhị trưởng lão còn ở bên phía cổ gia mà nói, cổ thương không đại chiến với hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy. Bên phía cổ gia chiếm thấy thượng phong mới đúng. Thế nhưng, hiện tại cổ thương nhạc, nhị trưởng lão đứng bên phía Liễu gia, mà một đánh chết cổ thần lại chính là hai người cổ thương nhạc và nhị trưởng lão. Xung quanh có ai đủ khả năng cứu hắn? không có không ai có thể cứu trong lòng mọi người cổ ra chấn động cổ thần lần này tự hồ là chết chắc rồi đám người cổ ra đứng một bên quan sát trong lòng nhất thời cảm giác may mắn vừa rồi nghĩ đến mà sợ hiện tại thấy chiến đấu bắt đầu càng đáng sợ hơn tuy rằng thực lực cá nhân cổ thương không siêu cường thế nhưng vừa mới giao thủ bên phía cổ ra đã chiếm hoàn cảnh xấu những người này thầm may mắn có chính mình không theo cổ thương khung đi tìm chết đám người chuyển đầu sang phía cổ thương nhạc thì càng vui mừng chiếu theo tình thế hiện tại bọn họ nắm chắc phần thắng rồi chờ khi cổ thương nhạc Nghị trưởng lão giết chết cổ thần đến lúc đó tan đại tu sĩ si đứng đầu hợp lực đánh chết cổ thương khung cổ thương không tuyệt đối chỉ có con đường chết chờ khi cổ thương nhạc lên làm tộc trưởng mấy người bọn họ chính là đệ nhất công thần rồi địa vị sau này trong tộc không cần nói nhiều cũng biết mặc kệ cổ gia hay liều gia, trong lòng mọi người đều mọc lên một ý niệm trong đầu cổ thần chết chắc rồi ha 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 lúc này cổ thần đột nhiên cười to tu vi bạo phát mãnh liệt ngoại phóng uy áp trong sát na từ tiên thiên cảnh tầng thứ bốn mảnh trướng tới tiên thiên cảnh tầng thứ sáu thanh mang trong tay chợt lóe thanh ly kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm cương phóng lên trời cao mình đón về phía đao cương của cổ thương nhạc chém tới trong đám người ở đây đại đa số đều là tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên cổ thân vừa mới lấy ra thanh ly kiếm sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi tiếng than kinh hãi vang lên cái gì pháp khí thượng phẩm pháp khí thượng phẩm cho dù là ba đại tu sĩ đứng đầu thành nhạc thủy chung không có pháp khí thượng phẩm trong tay đột nhiên xuất hiện trên người cổ thần điều này sao có thể không khiến mọi người chấn động trường cương của nhị trưởng lão phòng tới trước mắt chỉ sát na là cự trường lớn gần một trượng kia sẽ trục trúng. tay trái cổ thần quay sang trường cương chỉ một ngón tay chị cương trói mắt giống như mặt trời chiếu rọi thế ra kẻ khác không thể nhìn chính là kinh tiên chỉ ầm um. một tiếng nổ thanh ly kiếm và ẩm ngọc đao tiếp xúc thân thể cổ thương nhạc chấn động sắc mặt biến đổi thân thể nhất thời lui ngược về phía sau hơn mười bước mới dừng lại thân thể được ánh mắt nhìn cổ thần giống như nhìn quái vật vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi một kích này của cổ thần so với lực lượng của lão tử hắn hoàn toàn không thua kém Đồng thời, chỉ cương tay trái của cổ thần dũng điểm vào trường cương của nhị trưởng lão phách tới. Trường cương kia tuy rằng lớn gần một trượng, thật nhìn thanh thế dọa người. Thế nhưng bị một chỉ của cổ thần bắn trúng, nhất thời cương khí cuồn cuộn, giống như sương mù tiêu tan trong nháy mắt. Không có khả năng, cổ thương nhạc và nhị trưởng lão đồng thời hét lên. Sao có khả năng? Sao có khả năng? Cổ thần làm sao có thể tiếp được một kích liên thủ của bọn họ? Trong mắt hai người tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, không nói cổ thương nhạc, nhị trưởng lão, tất cả mọi người ở phát đều mở to hai mắt trong sân nào mọi người đều bị một màn này dọa trấn kinh nhất tề đình chỉ chiến đấu trận mắt há mồm nhìn vào cổ thần cổ thần dĩ nhiên bộc phát tu vi từ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 tới tiên thiên cảnh tầng thứ sáu năm nay mới 12 tuổi đã là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu tất cả các tu sĩ ở đây chỉ cảm thấy trời đất sai chuyển trong số bọn họ chỉ có một bộ phận rất nhỏ dùng hết tuổi thọ cả đời mới bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ sáu đại bộ phận tu sĩ suốt đời bồi hồi trong tiên thiên cảnh sơ kỳ cho dù bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ cũng chỉ dừng lại tại cảnh giới tiên thiên cảnh tầng bốn năm Thế nhưng, thiếu niên trước mắt mới chỉ 12 tuổi, dĩ nhiên đã có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu Này, con là người sao? Trong lòng mọi người không khỏi đặt câu hỏi. Thế nhưng, chỉ là tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu còn chưa đủ khiến mọi người khiếp sợ tới mức đình chỉ chiến đấu. Vừa rồi cổ thương nhạc và nhị trưởng lão đều lấy ra toàn lực tấn công, sử dụng 10 thành lực lượng. Cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy cũng không dám mạnh kháng chống lại. Thế nhưng, lại bị cổ thần đơn giản hóa giải công kích của hai người. Tiên thiên cảnh tầng 6 dễ dàng hóa giải một kích liên thủ của một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy và một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu hắn không phải người hắn của thực là yêu nghiệt không ít người ở đây đều suy đoán trong lòng như vậy ngày hôm nay các người đều phải chết cổ thần đâu thèm để ý tới mọi người suy nghĩ cái gì ánh mắt lăng lệ hai chân rậm mạnh phương viên mặt đất mấy trượng xung quanh xuất hiện vết nứt nẻ thân thể cổ thần càng giống như đạn pháp lọt về phía nhị trưởng lão nhị trưởng lão kinh hãi hắn vạn lần không ngờ tới thực lực của cổ thần dĩ nhiên cường hạn tới mức độ này thương nhạc cứu ta thấy cổ thần bổ xuống một kiếm kia nhị trưởng lão tự mình hiểu lấy bản thân không phải đối thủ của cổ thần nhanh chóng cầu cứu cổ thương nhạc tiểu tạp chủng chịu chết đi cổ thương nhạc hét lớn một tiếng cương mang ẩm ngọc đao trương lên lại một đao bổ về phía cổ thần cổ thần hừ lạnh lật tay một kiếm đâm về phía ẩm ngọc đao thân thể cũng liên tục đánh về phía nhị trưởng lão một ngón tay điểm ra lại là chỉ cương chói mắt đồng thời phía sau chỉ cương chói mắt một sợi trường tác theo sát không rời bay về phía nhị trưởng lão chính là tù linh tác đã luyện chế thành pháp khí thượng phẩm nhị trưởng lão chỉ thấy được đạo chỉ cương trói mắt đập tới cuộc thực khó có thể mở mắt ra đâu còn biết phía sau có một trường tác theo sát không rời nhất thời song trưởng của nhị trưởng lão nhất tề kết ấn liên tục hai đạo trưởng cương bổ ra hai đạo trưởng cương đều bị chỉ cương phá hủy thế nhưng trải qua hai đạo trưởng cương phá hủy chỉ cương của cổ thần cũng bị tiêu tán thành hư vô nhị trưởng lão nhất thời cảm thấy vui vẻ trong lòng hai chân khẽ động đang muốn thối lui kéo giãn một chút khoảng cách đột nhiên nhìn thấy một trường tác xuất hiện trước mắt trường tác này không biết dài bao nhiêu trong chớp mắt đã quấn quanh người hắn một vòng lại một vòng liên tục hơn 10 vòng tròn trục xuống người nhị trưởng lão cổ thương nhạc đến đây trợ giúp nhưng bị một kiếm của cổ thần đánh bay ốc không mang nổi mình ốc thế tới của trường tác cực kỳ nhanh chóng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nhị trưởng lão không kịp phản ứng liền bị trường tác trói chặt tù linh tác vừa trói nhất thời tu vi toàn thân của nhị trưởng lão bị khóa kín thối lui xuống cảnh giới hậu thiên vào thân thể cổ thần cấp tốc vọt tới thanh ly kiếm lóe lên xẹt qua cổ nhị trưởng lão một cái đầu lâu văng lên rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 trượng bịch 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 đầu lâu của nhị trưởng lão rơi xuống đất liên tục lan mấy vòng cuối cùng dừng lại trước mặt cổ thương nhạc hầu như trong chớp mắt nhị trưởng lão tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu bị chết trong tay cổ thần cổ thần phát tay tù linh tác lập tức bay trở về thu thập vào trong càn khôn trạc thẳng cho tới lúc này cô của nhị trưởng lão mới phun ra vòi máu tươi nhị trưởng lão thường ngày uy phong lấm lấm hôm nay lại rơi vào kết quả đầu mình hai nẻo như vậy mọi người nhìn cổ thần không còn cảm giác hắn là một thiếu niên như trước mà hoàn toàn biến thành một sát thủ máu lạnh tàn khốc nhị thúc nhìn cái đầu nhị trưởng lão trước mắt cổ thương nhạc hét lên một tiếng bi thiết hai mắt lóe lên hồng quang anh ta muốn giết cổ thương nhạc còn chưa nói xong lời một đạo kiếm cương đã phá vong vọt tới một đạo thanh âm lạnh lùng theo sát truyền đi ít nói nhảm người tiếp theo chính là người cổ thần một kiếm giết chết nhị trưởng lão khiến sĩ khí cổ ra rung lên trước mắt tựa hồ hiện lên ánh dạng đông thắng lợi bất luận người nào cũng không hề ngờ tới tu vi của cổ thần dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ sáu đồng thời thực lực còn mạnh mẽ kinh khủng khiến người khác phải sợ hãi than thở ngay cả cổ thương nhà cảnh giới tiên thiên tầng thứ bảy cũng không phải là đối thủ mọi người ở đây duy nhất đoán được cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu chính là liễu hóa nguyên trong lòng đã sớm coi cổ thần giống như tù sĩ thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ sáu thế nhưng hiện tại xem ra thực lực của cổ thần một lần nữa vượt qua ước lượng của liễu hóa nguyên ban đầu phán đoán lệch lạc vậy thì phải trả giá cực lớn nếu như cổ thần đánh bại cổ thương nhạc như vậy trận chiến này đã không còn bất cứ bất ngờ nào nữa rồi cổ thương không một mình một người đầu với liễu hóa nguyên và liễu tinh ngân vẫn chiếm thượng phong cộng thêm cổ thần gia nhập phụ tử bọn họ sao là đối thủ lần này nguy rồi trong lòng liễu hóa nguyên nhất thời có dự cảm không tốt hóa dương lập tức tới trợ giúp cổ thương nhạc liễu hóa nguyên hô to tất cả thành viên có thể trợ giúp đều lập tức hỗ trợ giết chết cổ thần không tiếc tất cả giết cổ thần Cổ gia chỉ có hơn 3 người tham chiến, có trên dưới 20 người đứng một bên quan sát, có hơn 10 người chuyển hướng sang cổ thương nhạc và nhị trưởng lão. Mà lần này liệu giả dốc lực tới đây, trong tộc chỉ lưu lại hơn 20 tu sĩ tiên thiên cảnh. Con số người đến cổ gia hơn 20 người, mà tu vi những người này đều là tiên thiên tầng 2 trở lên. Toàn bộ người liệu gia đến cổ gia đều đã tham chiến, mà cổ gia chỉ có hơn 30 người. Thậm chí có một bộ phận nhỏ là hai đánh một. trong lúc nhất thời có vài tu sĩ cổ gia bị hạ độc thủ. Cứ như vậy, số người liệu gia có thể bung tay chân càng nhiều hơn liễu hóa nguyên hét lớn tất cả thành viên liễu gia vốn hai đánh một lập tức rút ra một người cắt tóc phóng về phía cổ thần những tu sĩ này thấp nhất có tiên thiên cảnh tầng thứ hai tầng thứ bốn tầng thứ năm nhiều nhất khoảng chừng hơn 10 người đồng thời ba gã trưởng lão đối chiến với cổ hiền và tam trưởng lão cũng rút ra một người đánh về phía cổ thần chính là liễu hóa dương vừa rồi liễu hóa nguyên kêu lên một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu còn lại hơn người tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 năm nhiều tu sĩ như vậy đồng loạt lao về phía cổ thần kích phát công kích mãnh liệt tuy rằng mỗi một tu sĩ không có thực lực như cổ thần nhưng số lượng nhiều như vậy đồng thời còn có tiên thiên cảnh tầng thứ sáu tầng thứ bảy tồn tại cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ tám trước mặt nhiều tu sĩ vây công như vậy chỉ sợ cũng phải tạm thời thối lui ba bước thế nhưng cổ thần không thể lui đột nhiên một kiện áo choàng màu đen xuất hiện trên người cổ thần tốc độ của cổ thần đột nhiên tăng lên tu sĩ thực lực tại tiên thiên cảnh sơ kỳ dĩ nhiên ngay cả thân thể cổ thần cũng không nhìn thấy chỉ có một đạo tàn ảnh lướt qua tốc độ tốc độ nhanh tới cực điểm hơn 20 tu sĩ tiên thiên cảnh hợp lực một kích tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ 9 cũng không cường đối cứng được thế nhưng có tốc độ nhanh tới cực điểm cổ thần căn bản không cường đối cứng với bất cứ người nào tu sĩ si tiên thiên cảnh sơ kỳ nhìn cổ thần hóa thành một đạo tàn ảnh Còn chưa thấy được thân thể cổ thần chỉ thấy tàn ảnh nhoáng lên sau đó cổ họng mát lạnh cúi đầu vừa nhìn lúc này mới phát hiện ra nguyên lai phía dưới đầu đã không còn thân thể tốc độ của cổ thần quá nhanh những tu sĩ này bị chén đau hoàn toàn không có bất cứ cảm giác đau đớn gì chỉ thấy cái cổ mát lạnh đầu và thân thể chia hai qua thời gian một lần hô hấp mới tuyệt khí chết đi thanh ly kiếm trong tay cổ thần giống như liên đao tử thần thấy mọi người xông tới quyết định thật nhanh tạm thời trước tiên buông tha địch nhân lợi hại nhất là cổ thương nhạc chuyên tiêu diệt những tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ rồi lên trung kỳ tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ kém tu vi cổ thần quá xa hoàn toàn là một kiếm một người ngăn cản cũng không kịp phản ứng đám đau người liễu ra liên tiếp bắn lên giết vô cùng dễ dàng Thế nhưng, nếu như mặc kệ như vậy, bọn họ giống như những con ruồi đáng ghét nhất. Chỉ cần cổ thần và cổ thương nhạc chiến đấu, những con ruồi này sẽ thỉnh thoảng bay tới cắn một ngụm. Vì vậy, trước tiên cổ thần tiêu diệt toàn bộ những con ruồi này, sau đó mới trở lại đối phó cổ thương nhạc. Tu sĩ liễu ra sông về phía cổ thần, tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ hai, tầng thứ ba chừng năm sáu người, tiên thiên cảnh tầng thứ bốn, thứ năm có khoảng bảy tám người. Tuy nói càng lên cấp độ cao tu sĩ càng ít hơn, nhưng liễu giá xuất động bộ phận tinh anh nhất trong tộc. Tự nhiên số lượng tu sĩ sơ kỳ còn ít hơn trung kỳ. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ hai, thứ ba ngay cả thân thể cổ thần cũng không thể nhìn thấy rõ. Làm sao chống đối được? Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp đã có ba bốn người chết trong tay cổ thần. Mỗi một tu sĩ tử vong đều là bị một kiếm cắt đứt đầu, vết thương tròn trịa giống như miệng bát. Cổ thần giống như tu la viễn cổ, mỗi lần xuất thủ chắc chắn lấy đi một sinh mệnh. Vô 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 tốc độ cổ thần cực nhanh lại liên tục biến ao phương hướng công kích bên phía liễu ra không hề bắt trúng thân thể hắn ngược lại mỗi lần hắn xuất ra một kiếm liền có một cái đầu văng lên trời cao liễu hóa nguyên ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi thanh âm của cổ thần giống như tinh thần ngâm sướng rơi vào trong tài mỗi một tu sĩ liễu ra ở đây trái tim liễu hóa nguyên đã đập thình thịch sai rồi lúc này đây hắn mười phần sai rồi hắn không nên chọc vào địch nhân cổ thần này đưa toàn bộ liễu ra vào con đường chết thảm mọi người tụ lại một chỗ không nên xa nhau thấy một người lại một người chết trong tay cổ thần liệu hóa nguyên liền giống lớn nói bất quá một đạo chỉ cương thình lình xuất hiện nhất thời khiến hắn phải ngậm miệng lại đạo chỉ cương này giống như mặt trời nhô lên cao cho sáng không thể nhìn liêu hóa dương lập tức thi triển tiên ảnh trong trọng trọng bằng vào thực lực cường đại khó khăn là mới ngăn cản được đạo chỉ cương này thế nhưng bên cạnh đột nhiên lóe lên kiếm cương tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ cuối cùng đã bị chia thành hai nửa anh viêm nhi Liễu Hòa Dương bi thảm giống to, đây chính là nhi tử của Liễu Hòa Dương. Thời điểm hội võ ba nhà, Tu Si Tiên Thiên Cảnh tầng thứ hai của Liễu gia lên dài chính là người này. Liễu Hòa Dương vừa mới chạy tới bên người Liễu Viêm muốn bảo hộ cho hắn, Thế nhưng trong sát na vừa rồi rõ ràng còn là nhi tử, hiện tại thân xác đã bị chém thành hai nửa huyết nhục không rõ ràng. Hôm nay ta sẽ đại khai sát rối cho Liễu gia các người biết cái gì là máu chảy thành sông. Lại giết một người, thanh âm lạnh lùng của cổ thần giống như tiếng gọi từ thần vang lên mọi người liệu ra đều lộ vẻ thống khổ thanh âm của cổ thần giống như đao nhọn đâm thẳng vào trái tim của bọn họ khiến bọn họ sợ hãi không ngớt ai cũng không biết mục tiêu xuất thủ tiếp theo của cổ thần sẽ là người nào chỉ trong thời gian hơn 10 lần hô hấp hơn năm sáu tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ lao tới vây công cổ thần đều đã biến thành thi thể nằm thẳng trên mặt đất người bị chém rụng đầu người bị chém thành hai nửa thê thảm vô cùng vây công cổ thần chỉ còn lại 8 người một là cổ thương nhạc một là liễu hóa dương sáu người còn lại ba người có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ năm Ba người có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ đã bị giết sạch rồi, một người tu vi tiên thiên cảnh tầng 4 cũng đã chết. Hiện tại chuyển sang khai đao với đám tu sĩ trung kỳ còn lại. Thân thể cổ thần đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người hơn 10 trượng. Thanh ly kiếm trong tay chỉ về phía trước lạnh lùng nói. Liễu Bách Sinh, đến ngươi rồi. Ánh mắt cổ thần giống như mũi kim châm, trong né mắt đâm thẳng vào người Liễu Bách Sinh. Thanh âm cổ thần rơi vào trong tay Liễu Bách Sinh, giống như ác ma giết đòi mạng, khiến hắn sợ hãi không ngớt. Phụ thân, trong lúc ngu cấp, Liễu Bách Sinh theo bản năng hô lên, coi ai cũng vô dụng, cương mang từ thanh ly kiếm bùng lên, dài tới 10 trượng, kiếm khí càng dài hơn 20 trượng, tạo thành một cự kiếm hư huyễn thật lớn, phóng lên cao, cắt đứt đêm tối, phá toái hư không. Lập tức, cánh tay cổ thần mạnh mẽ bổ xuống, thanh ly kiếm vẽ lên một đạo quang mang, giống như chụp ảnh, tựa hồ chia bầu trời đen thanh hai nửa, mạnh mẽ chém xuống đầu Liễu Bách Sinh, hóa dương, cứu Bách Sinh, Liêu Hóa Nguyên cấp bách quát, hắn cùng với phụ thân kìm chân cổ thương khung đồng thời cũng bị cổ thương không kìm chân, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Mắt thấy cổ thân bổ xuống mốt kiếm, cổ thương nhạc không buồn mà vui, lớn tiếng nói. Mọi người đồng loạt ra tay, nhìn xem hắn có chịu được một kích liên thủ của chúng ta hay không. Ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 4, ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ năm, một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6, một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7. Tám tu sĩ liên thủ một kích như vậy, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 cũng bị đầy bận ngược lại, thậm chí thụ thương. Mọi người nghe lời, nhất tề xuất thủ, đều lấy ra 10 thành thực lực, phát khí nhất tề chém về phía kiếm cương của cổ thần đang ập xuống. Đúng lúc này, cổ thần lại cười quỷ dị, đột nhiên bỏ qua thanh ly kiếm. Trong lúc mọi người đồng thời phát động công kích đối với thanh ly kiếm, thân thể nhoáng lên, vọt về phía mọi người, hai ngón tay trỏ chỉ về phía trước, hai đạo chỉ cương trói mắt từ ngón trỏ trái phải lấp lánh quang mang. Không tốt, liêu hóa dương kinh hô một tiếng, sắc mặt mọi người đồng thời biến đổi chỉ thấy vang lên một tiếng va chạm thanh thúy mọi người nhất tề công kích vào thanh ly kiếm kiếm cương của thanh ly kiếm lập tức tan đi giống như diều đất xây bị đánh văng ngược lại hơn hai mươi trượng cắm trên mặt đất ong ong rung động thế nhưng tốc độ của cổ thần quá mức nhanh chóng chỉ trong sát na đã tới trước mặt mọi người kinh tiên chỉ nhất tề điểm ra không kịp có bất cứ hành động phòng ngự nào cổ thương nhạc dậm chân lùi lại bóng người chợt lóe hắn chính là người thứ nhất thổ lui ngay sau đó mọi người chạy từ tán bất quá kinh tiên chỉ của cổ thần tập trung vào hai người hai người đều là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bốn người bên phải chính là thiếu gia chủ liệu gia liệu bách sinh người kế thừa tộc trường đời tiếp theo của liệu gia liêu hòa dương thấy thế trong lòng kinh hãi cố gắng dừng lại thân hình đang chạy trốn của mình mạnh mẽ lao về phía liệu bách sinh một quyền đánh vào cổ thần phụt chỉ cương tay trái của cổ thần điểm trúng chán của một tu sĩ nhất thời xuyên thủng qua đầu hắn đồng thời chỉ cương tay phải va chạm với nắm tay của liễu hòa dương kinh tiên chỉ sao có thể bằng vào liễu hòa dương chống cự được quyền cương của hắn bị chỉ cương kích trúng nhất thời tiêu tán trong nháy mắt như không có tan vào trong quyền của liễu hòa dương tức thì sinh ra một lỗ máu xuyên thấu qua cánh tay liễu hòa dương chui ra từ sau vai đám người liễu ra đều cả kinh độc tác vừa rồi của cổ thần quá mức nhanh bọn họ hoàn toàn chưa kịp nhìn rõ cái gì thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt một vết máu xuất hiện trên cổ liễu bách sinh rất nhanh máu tươi từ vết cắt hoạt tuôn trào cái đầu của liễu bách sinh chậm rãi từ trên cổ hắn trượt xuống dưới đất bịch một tiếng vang vọng vừa rồi cổ tay cổ thần nhóng lên trực tiếp cắt đứt cổ liễu bách sinh bách sinh thiếu chủ liễu hóa nguyên cùng với đám người liễu gia nhất thời kêu lên bé nhọn anh hai con mắt liễu hóa nguyên đỏ bừng quát lớn ta liều mạng tới đám vương bắt đản các người không phải các người chết chính là ta mất mạng tộc trưởng một gã trưởng lão cuối cùng giữ chặt lấy tay liễu hóa nguyên nói hiện tại không phải là đối thủ của bọn hắn chúng ta đi mau lưu lại thanh sơn không sợ thiếu củ đốt sau này chúng ta trở lại báo thù đúng vậy tộc trưởng hiện tại chúng ta không có phần thắng. Đám người liễu gia đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, đồng thời kêu lên nói. Ngươi, các người, không giết cổ thần, ta làm sao tiêu tan mối hận trong lòng. Liêu hóa nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Bịch, đúng lúc này, lại thêm một cỗ thi thể hạ xuống, nện giữa trung gian hai nhà liễu, cổ, anh. Mọi người kinh hãi, lúc này hai nhà liễu cổ đều không có người nào động thủ, là thi thể của ai. Mọi người nhất tề nhìn thoáng qua không trung, hoàn toàn đen kịt. Lập tức ánh mắt mọi người bắt đầu chuyển sang tập trung nhìn vào thi thể chính giữa hai nhà khóe miệng cổ thần nhếch lên nở nụ cười nhạt thầm nghĩ vạn ra cuối cùng các người cũng lên sân khấu rồi thiên sinh đám người cổ ra nhìn thi thể này đều không nói câu nào nhưng đám người liễu ra lại đồng thời kinh hô không khỏi biến sắc mặt nhất là liễu hóa nguyên càng trắng mắt phát ra một tiếng kêu khóc thê thảm thi thể vừa mới rơi xuống chính là ấu tử của liễu hóa nguyên hắn là liễu thiên sinh liễu thiên sinh chỉ có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9, mới chỉ mười mấy tuổi lúc này phải lưu lại gia tộc mới đúng như vậy sắc mặt đám người liệu gia đại biến liệu gia đã xảy ra vấn đề rồi bịch 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 một cụ lại một cụ thi thể từ trên không trung rơi xuống đất đám người liệu gia nhất thời xám mặt như cho tàn mỗi một cụ thi thể rơi xuống đều là thành viên trực hệ ở lại trong phủ liễu gia không chỉ có thi thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất không ít mới chỉ có tu vi hậu thiên cảnh tuổi tác cũng mới chỉ 10 tuổi trở lên tất cả đều bị giết chết toàn bộ liễu gia hiển nhiên đã bị người ta huyết tẩy rồi anh anh liêu hóa nguyên ngửa mặt lên trời tê giống thê thảm chỉ trong thời gian chưa đầy buổi tối ngăn ngủ như vậy, phụ thân hẳn đã chết, hai nhi tử đã chết. Toàn bộ liệu gia đều bị người ta huyết tẩy. Bách sinh, thiên sinh, gặp phải đá kích lớn như vậy, liêu hóa nguyên nhìn vào hai cụ thi thể, nước mắt tuôn rơi, thanh âm thê lương. Đám người liệu gia đều xá mặt như cho tàn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Tâm loạn như ma, không biết nên đi con đường nào. Tên nghịch tập người, ác độc lắm, nhận tâm lắm. Hai mắt liệu hóa nguyên nhìn chăm chăm cổ thần, trong mắt đỏ như máu, như sắp liều mạng. Tộc trưởng, gã trưởng lão bên cạnh mạnh mẽ kéo liễu hóa nguyên lại nói liễu thị nhất tộc chúng ta chỉ còn lại mấy người đứng đây mà thôi tiếp tục đánh nữa thì liễu thị nhất tộc sẽ bị cắt đứt truyền thừa tộc trưởng vì liễu gia không thể lỗ mãng gã trưởng lão nói khiến liễu hóa nguyên thanh tỉnh không ít hắn nhìn thoáng qua hơn 10 tu sĩ còn lại phía sau trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn gia tộc mới ngày hôm qua vẫn là đệ nhất thành nhạc thủy hiện tại chỉ còn hơn 10 người bọn họ tuy trong lòng vô cùng bi phẫn nhưng truyền thừa gia tộc vô cùng quan trọng liễu hóa nguyên cản răng hô lên đi Chúng tu sĩ liễu ra không còn chút chuyện ý nào, liễu hóa nguyên vừa mới ra lệnh một tiếng, tất cả đều tế phi kiếm. Đám người cổ ra cũng bởi vì trên không trung đột nhiên rơi xuống rất nhiều thi thể dọa kinh hãi. Liễu ra rời đi, không người nào ngăn cản. Chúng tu sĩ liễu ra vừa đi, ánh mắt đám người cổ ra nhất tề rơi hết lên người cổ thần. Ngày hôm nay bọn họ mới biết được, nguyên lai thực lực của cổ thần lại cương hãn tới mức này. Ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy cũng thua kém. Bất quá, trong ánh mắt mọi người không chỉ có kinh ngạc, mà còn có một te sợ hãi vừa rồi trên không trung rơi xuống rất nhiều thi thể thực sự khiến mọi người hoảng sợ cổ thần chính miệng nói muốn tiêu diệt cả nhà liễu gia hơn nữa ánh mắt cừu hận của liễu hóa nguyên nhìn cổ thần trước khi rời đi chúng tu sĩ cổ gia cho rằng huyết tẩy liễu gia chính là do cổ thần an bài ngay cả thiếu niên hơn 10 tuổi cũng giết chết thực sự có chút tàn nhẫn cổ thần ngập trời khí thế rơi vào trong mắt chúng tu sĩ nhất thời biến thành hung uy trong lòng làm sao không sợ hãi cho được thần nhi con cổ thương không khẽ kêu lên trong giọng nói tựa hồ đã coi cổ thân trở thành chủ mưu phía sau màn huyết tể liệu gia vừa rồi cổ thân nhìn phụ thân hắn lắc đầu nói liêu gia chỉ là một quân cờ mà thôi tiếp theo mới là nguy cơ gia tộc chân chính hung thủ huyết tể liệu gia lập tức tới cổ gia chúng ta rồi cái gì mọi người biết sắc cổ hiền nhất thời cả giận nói là ai dĩ nhiên dám dương oai tại thành nhạc thủy tuy rằng mọi người vừa mới trải qua một hồi đại chiến sinh tử với liệu gia thế nhưng dù sao liệu gia cũng là gia tộc tu chân thành nhạc thủy mà lúc này xem ra dĩ nhiên có tu sĩ ngoại lai tới thành nhạc thủy huyết tẩy liễu ra địch nhân của địch nhân rốt cuộc cũng là địch nhân hay là bằng hữu chúng tu sĩ cổ ra nhất thời để lộ vẻ ngưng trọng mỏng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt lúc này đám người liễu ra đã sớm biến mất hoàn toàn bầu trời đen kịt một mảnh không có nửa vì sao ha 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 đang lúc chúng tu sĩ cổ ra ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đột nhiên một tiếng cười điên cùng vang lên mọi người nhìn lại chính là cổ thương nhạc mười tên tu sĩ vừa mới quyết định đứng về phía cổ thương nhạc lúc này gần mười người còn lại đều lộ vẻ đau khổ bọn họ nguyên tưởng rằng cổ thương nhà có liễu ra tương trợ hành động cướp đoạt chức vị tộc trưởng lần này sẽ thành công trăm phần trăm nhưng thực sự không ngờ tới lại biến thành kết cục như thế này hiện tại còn không tới mười tu sĩ bọn họ rất muốn quỳ xuống mặt đất cầu xin cổ thương khung khai ân không nên tính toán hành động của bọn họ thế nhưng bởi vì ngại cổ thương nhà ở bên không một người nào dám đứng ra nhìn cổ thương nhà cười ha ha đám tu sĩ làm phản đều lộ vẻ mặt hiếu kỳ không biết cổ thương nhạc đang cười cái gì cổ thương nhà cười to nói Tiểu tạp chủng, người đoán không sai, ha ha, hung thủ huyết tẩy liễu ra rất nhanh sẽ tới. Bọn họ, mới chân chính là viện thủ của ta, ha 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 ha. Cổ thương khung, đêm nay người chịu chết đi. Đám người liễu ra đều cả kinh, độc tác vừa rồi của cổ thần quá mức nhanh. Bọn họ hoàn toàn chưa kịp nhìn rõ cái gì, thế nhưng, chỉ trong một cái chớp mắt một vết máu xuất hiện trên cổ liễu bách sinh rất nhanh máu tươi từ vết cắt hoạt tuôn trào cái đầu của liễu bách sinh chậm rãi từ trên cổ hắn trượt xuống dưới đất bịch một tiếng vang vọng vừa rồi cổ tay cổ thần nhóng lên trực tiếp cắt đứt cổ liếu bách sinh bách sinh thiếu chủ liễu hóa nguyên cùng với đám người liễu gia nhất thời kêu lên bé nhọn anh hai con mắt liễu hóa nguyên đỏ bừng quát lớn ta liều mạng tới đám vương bắt đản các người không phải các người chết chính là ta mất mạng tộc trưởng một gã trưởng lão cuối cùng giữ chặt lấy tay liễu hóa nguyên nói hiện tại không phải là đối thủ của bọn hắn chúng ta đi mau lưu lại thanh sơn không sợ thiếu củ đốt sau này chúng ta trở lại báo thù đúng vậy tộc trưởng hiện tại chúng ta không có phần thắng đám người liễu gia đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu đồng thời kêu lên nói người các người không giết cổ thần ta làm sao tiêu tan mối hận trong lòng liêu hóa nguyên nghiền giang nghiến lợi nói bịch đúng lúc này lại thêm một cỗ thi thể hạ xuống nện giữa trung gian hai nhà liễu cổ anh mọi người kinh hãi lúc này hai nhà liễu cổ đều không có người nào động thủ là thi thể của ai mọi người nhất tề nhìn thoáng qua không chung hoàn toàn đen kịt lập tức ánh mắt mọi người bắt đầu chuyển sang tập trung nhìn vào thi thể chính giữa hai nhà khóe miệng cổ thần nhếch lên nở nụ cười nhạt thầm nghĩ vạn ra cuối cùng các người cũng lên sân khấu rồi thiên sinh đám người cổ ra nhìn thi thể này đều không nói câu nào nhưng đám người liễu ra lại đồng thời kinh hô không khỏi biến sắc mặt nhất là liễu hóa nguyên càng chẳng mắt phát ra một tiếng kêu khóc thê thảm thi thể vừa mới rơi xuống chính là ấu tử của liễu hóa nguyên hắn là liễu thiên sinh liễu thiên sinh chỉ có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9, mới chỉ mười mấy tuổi lúc này phải lưu lại gia tộc mới đúng như vậy sắc mặt đám người liệu gia đại biến liệu gia đã xảy ra vấn đề rồi bịch 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 một cụ lại một cụ thi thể từ trên không trung rơi xuống đất đám người liệu gia nhất thời sám mặt như cho tàn mỗi một cụ thi thể rơi xuống đều là thành viên trực hệ ở lại trong phủ liệu gia không chỉ có thi thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất không ít mới chỉ có tu vi hậu thiên cảnh tuổi tác cũng mới chỉ 10 tuổi trở lên tất cả đều bị giết chết toàn bộ liệu gia hiển nhiên đã bị người ta huyết tẩy rồi anh anh liêu hóa nguyên ngửa mặt lên trời tê giống thê thảm chỉ trong thời gian chưa đầy buổi tối ngăn ngủ như vậy, phụ thân hẳn đã chết, hai nhi tử đã chết, toàn bộ liệu gia đều bị người ta huyết tẩy. Bách sinh, thiên sinh, gặp phải đá kích lớn như vậy, Liêu hóa Nguyên nhìn vào hai cụ thi thể, nước mắt tuôn rơi, thanh âm thê lương, đám người liệu gia đều xá mặt như cho tàn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, tâm loạn như ma, không biết nên đi con đường nào. Tên nghịch tập người, ác độc lắm, nhận tâm lắm. Hai mắt liệu Hóa Nguyên nhìn chằm chằm cổ thần, trong mắt đỏ như máu, như sắp liều mạng. Tộc trưởng, gã trưởng lão bên cạnh mạnh mẽ kéo liễu hóa nguyên lại nói liễu thị nhất tộc chúng ta chỉ còn lại mấy người đứng đây mà thôi tiếp tục đánh nữa thì liễu thị nhất tộc sẽ bị cắt đứt truyền thừa tộc trưởng vì liễu gia không thể lố mãng gã trưởng lão nói khiến liễu hóa nguyên thanh tỉnh không ít hắn nhìn thoáng qua hơn 10 tu sĩ còn lại phía sau trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn gia tộc mới ngày hôm qua vẫn là đệ nhất thành nhạc thủy hiện tại chỉ còn hơn 10 người bọn họ tuy trong lòng vô cùng bi phẫn nhưng truyền thừa gia tộc vô cùng quan trọng liễu hóa nguyên cản răng hô lên đi chúng tu sĩ liễu ra không còn chút chuyện ý nào liễu hóa nguyên vừa mới ra lệnh một tiếng tất cả đều tế phi kiếm đám người cổ ra cũng bởi vì trên không trung đột nhiên rơi xuống rất nhiều thi thể dọa kinh hãi liễu ra rời đi không người nào ngăn cản chúng tu sĩ liễu ra vừa đi ánh mắt đám người cổ ra nhất tề rơi hết lên người cổ thần ngày hôm nay bọn họ mới biết được nguyên lai like thực lực của cổ thần lại cương hãn tới mức này ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy cũng thua kém bất quá trong ánh mắt mọi người không chỉ có kinh ngạc mà còn có một te sợ hãi vừa rồi trên không trung rơi xuống rất nhiều thi thể thực sự khiến mọi người hoảng sợ cổ thần chính miệng nói muốn tiêu diệt cả nhà liễu gia hơn nữa ánh mắt cừu hận của liễu hóa nguyên nhìn cổ thần trước khi rời đi chúng tu sĩ cổ gia cho rằng huyết tẩy liễu gia chính là do cổ thần an bài ngay cả thiếu niên hơn 10 tuổi cũng giết chết thực sự có chút tàn nhẫn cổ thần ngập trời khí thế rơi vào trong mắt chúng tu sĩ nhất thời biến thành hung uy trong lòng làm sao không sợ hãi cho được thần nhi con cổ thương không khẽ kêu lên trong giọng nói tựa hồ đã coi cổ thân trở thành chủ mưu phía sau màn huyết tẩy liệu ra vừa rồi cổ thân nhìn phụ thân hắn lắc đầu nói liêu gia chỉ là một quân cờ mà thôi tiếp theo mới là nguy cơ gia tộc chân chính hung thủ huyết tẩy liệu gia lập tức tới cổ gia chúng ta rồi cái gì mọi người biết sắc cổ hiền nhất thời cả giận nói là ai dĩ nhiên dám dương oai tại thành nhạc thủy Tuy rằng mọi người vừa mới trải qua một hồi đại chiến sinh tử với Liễu gia, thế nhưng dù sao Liễu gia cũng là gia tộc tu chân thành nhạc thủy, mà lúc này xem ra, dĩ nhiên có tu sĩ ngoại lai tới thành nhạc thủy huyết tẩy Liễu gia, địch nhân của địch nhân, rốt cuộc cũng là địch nhân hay là bằng hữu? Chúng tu sĩ cổ gia nhất thời để lộ vẻ ngưng trọng, mỏng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt lúc này, đám người Liễu gia đã sớm biến mất hoàn toàn, bầu trời đen kịt một mảnh, không có nửa vì sao. Ha 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 ha, đang lúc chúng tu sĩ cổ gia ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, đột nhiên một tiếng cười điên cùng vang lên mọi người nhìn lại chính là cổ thương nhạc mười tên tu sĩ vừa mới quyết định đứng về phía cổ thương nhạc lúc này gần mười người còn lại đều lộ vẻ đau khổ bọn họ nguyên tưởng rằng cổ thương nhạc có liễu ra tương trợ hành động cướp đoạt chức vị tộc trưởng lần này sẽ thành công trăm phần trăm nhưng thực sự không ngờ tới lại biến thành kết cục như thế này hiện tại còn không tới mười tu sĩ bọn họ rất muốn quỳ xuống mặt đất cầu xin cổ thương không khai ân không nên tính toán hành động của bọn họ thế nhưng bởi vì ngại cổ thương nhạc ở bên không một người nào dám đứng ra nhìn cổ thương nhạc cười ha ha đám tu sĩ làm phản đều lỗ vẻ mặt hiếu kỳ không biết cổ thương nhạc đang cười cái gì cổ thương nhạc cười to nói tiểu tạp chủng người đoán không sai ha ha hung thủ huyết tẩy liễu ra rất nhanh sẽ tới bọn họ mới chân chính là viện thủ của ta ha 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 cổ thương khung đêm nay người chịu chết đi chúng tu sĩ si cổ ra một lần nữa ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm vẫn là một mảnh đen kịt nhìn không thấy nửa điểm gì đó thân tình khẽ biến thấy mọi người bị thanh thế của cổ thương nhạc trấn nhiếp cổ thần quát lớn ngươi có viện thủ gì ngươi cũng giống như liễu hóa nguyên bất quá là quân cờ ngu ngốc cho người khác lợi dụng mà thôi ngươi cho là thỉnh một ít anh miêu anh cầu là có thể đến cổ ra giường ngoài Đến nay mặc kệ người phương nào đến phạm tới một người ta giết một người đến một đôi ta giết một đôi đến một đám ta giết một đám kẻ dám phạm cổ ra giết không tha một người cũng không để lại tiểu tử cùng ngôn không thẹn cổ thần vừa dứt lời một tiếng quát lớn chợt vang lên tựa hồ như đến từ bốn phương tám hướng không phân biệt được rốt cuộc từ nơi nào truyền tới bất quá tiếng quát lớn này chấn động khiến lỗ tai mọi người đau nhức nơi đây đều là tu sĩ tiên thiên cảnh có thể nghĩ được tu vi đối phương thâm hậu thế nào nghe được lời này cổ thương khung cổ hiền tam trưởng lão đều biến hẳn sắc mặt tu vi kẻ địch cao tới đáng sợ hư cổ thần sớm biết vạn thiên thụy có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9. tự nhiên sẽ không bởi vì âm thanh của hắn dọa nạt nói nếu đã tới cần gì phải trốn trốn tránh tránh ngươi cho là ngươi ẩn lúc ta không giết được ngươi sao cuồng vọng thanh âm ba người đồng thời vang lên một người là cổ thương nhạc một người chính là kẻ vừa phát ra thanh âm mày trước đó còn bên thứ ba so với cổ thương nhạc còn hồn hậu hơn không ít so với kẻ phát ra thanh âm lúc đầu không hề kém hơn hiển nhiên cũng là tu sĩ tu vi cao thâm người tớ là ai cổ hiền quát lên nghe được thanh âm hai người này biết được bọn họ có tu vi hơn xa cổ thương nhạc trong lòng mọi người đều trở nên ngưng trọng ha ha ta không hẹn mà đến trước tiên tặng cho các vị một chút lẽ vật sau đó mới gặp mặt cũng không sao thanh âm hồn hậu một lần nữa vang lên bịch theo thanh âm người này biến mất một cố thi thể từ trên người rơi xuống, ngã trước mặt đám người cổ ra, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn vào thi thể mới xuất hiện, nhất thời biến sắc, khiếp sợ nói. Liêu Hóa Nguyên, thanh âm người nọ một lần nữa vang lên. Ha <laughs> ha, lễ vật nhỏ nhỏ, không biểu hiện hết kính ý, tính mạnh toàn bộ liễu gia tặng các ngươi. Hãy để chúng ta lấy đi tính mạnh các ngươi, sau đó tới tặng vân gia Nam Thành. Lấy đi tính mạnh toàn bộ vân gia, cuối cùng mang tới tặng liễu gia Bắc Thành, ba nhà không ai nợ ai. Rất vừa vặn, ha <laughs> ha, bịch 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 bịch. Tiếng nói vừa dứt, lại có một thi thể từ trên không trung rơi xuống, một cụ lại tiếp một cụ. Chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, trước mặt đám người cổ gia đã xuất hiện hơn 10 cụ thi thể. Đây chính là người liệu gia vừa rồi chạy thoát. Ngày hôm nay, bao gồm cả tộc trưởng liễu hóa nguyên, toàn bộ liễu gia không còn một ai sống sót. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tu sĩ liễu gia chạy trốn, dĩ nhiên đã bị giết toàn bộ. Đám người cổ gia nhất thời hít một ngụm nương khí, địch nhân có thực lực rất mạnh thực sự vượt qua dữ liệu của mọi người chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đánh chết gần 20 tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên số lượng địch nhân đến khẳng định không ít nhìn đám người liễu ra lần lượt bỏ lại thi thể rơi xuống cổ thần cũng âm thầm kinh hãi ha 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 Tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng cổ ra vô số tiếng cười đột nhiên vang lên số lượng địch nhân đến của nhiên không ít lập tức liên tiếp xuất hiện độn quang bốn phía từ trên bầu trời đen hạ xuống xuất hiện phía trước đám người cổ ra hơn 20 mươi trượng tròn hai ba người cổ thần nhớ kỹ tất cả đều là thành viên vạn gia kiếp trước huyết tẩy cổ gia đám tu sĩ vạn gia đều ngoại phóng tu vi một người tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9, một người tiên thiên cảnh tầng thứ 8, bốn người tiên thiên cảnh tầng thứ sáu bảy người tiên thiên cảnh tầng thứ năm mười người tiên thiên cảnh tầng bốn con người cổ thần căng thẳng hai mươi ba tu sĩ dĩ nhiên đều có tu vi tiên thiên cảnh trung kỳ trở lên tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9, trong đám người cổ gia có người hét lên kinh hãi tuy rằng biết người đến có tu vi rất kinh khủng Thế nhưng, thực không ngờ tới, dĩ nhiên là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Nhất thời, không ít tu sĩ cổ ra xám mặt như cho tàn, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Cổ thương khung, cổ hiền, tam trưởng lão nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy trầm trọng. Thực lực địch nhân xác thực rất mạnh, cổ gia thực sự phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Toàn bộ cổ gia chỉ duy nhất có một người đối mặt với y áp từ phía tu sĩ vạn gia còn giữ được vẻ bình thản. Tuy rằng trong lòng ngưng trọng, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ giống như lời hắn nói đám người vạn gia chỉ là anh miêu anh cầu do cổ thương nhạc mời tới mà thôi thấy viện thủ đã đến cổ thương nhạc bước lên nói ta tiếp tục cho các ngươi một cơ hội cuối cùng gia nhập dưới chúng ta có thể thoát khỏi tội chết sau này vẫn là thành viên cổ gia nếu như không biết thời thế các ngươi chỉ có một đường chết lời vừa nói ra chúng tu sĩ cổ gia nhất thời rối loạn tình thế hiện tại so với liễu gia xâm lấn vừa rồi càng nguy hiểm hơn gấp 10 lần ngay cả địch nhân tiên thiên cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9 cũng có mọi người không nhìn thấy một điểm sinh cơ nhất thời lại có gần 10 người bước ra đi sang đứng bên cạnh cổ thương nhạc nguyên bản đám tu sĩ đứng một bên quan sát lúc này cũng đã hạ quyết tâm bước sang đứng bên phía cổ thương nhạc cổ thương không thấy thế muốn ăn lại nhưng trung quy không thể mở miệng những người này vừa rồi còn kể vai chiến đấu lúc này bất quá chỉ là tìm một con đường sống sót mà thôi cổ thần không hề mở miệng trận chiến đấu này Thành chốt ngay trên người vạn thiên thụy và vạn thiên phong có thể đánh chết hai người này vạn gia không chiến tự bại tu sĩ si cổ gia không ai thực sự nguyện ý hỗ trợ ngoại tộc tới chu giết đồng tộc chỉ cần giết chết hai người vạn thiên thụy vạn thiên phong để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng thắng lợi tự nhiên sẽ quay đầu trở lại những tu si phía sau cổ thương không chỉ còn hơn 20 người những người này biết rõ hẳn phải chết nhưng vẫn muốn đồng lòng chiến đấu của thực là tinh anh của cổ gia tộc trưởng ta nguyện ý cùng tồn vong với cổ gia đám người còn lại đồng thời quát lên trong thành âm tràn ngập bi tráng vạn thiên thụy thấy thế vẻ mặt khó chịu đang muốn mở miệng lại bị vạn thiên phong chặn lại thất giọng nói bên tai hắn đại ca để cho bọn họ chia thành hai bộ phận đối chiến lẫn nhau cũng tốt chúng ta một lần thu thập càng dễ dàng hơn vạn thiên thụy gật đầu ánh mắt đảo qua trên người chúng tu sĩ cổ ra cuối cùng ánh mắt rơi vào người cổ thần quát lớn tiểu tử kiêu ngạo không biết trời cao đất dày can đảm thực ra không kém ta hỏi ngươi ngươi và nhân kiếm nhân kỳ đồng thời tiến vào đông hoang bọn họ thế nào rồi vì sao lại thất tung cổ thần nhún nhùn vai nói bị ta giết câu trả lời của cổ thần khiến mọi người sửng sốt cái gì? Mặc dù Vạn Thiên Thụy đã có dự liệu, thế nhưng nghe cổ thần chính miệng nói ra, nhất thời lửa giận ngập trời. Cổ thần tiếp tục nhún vai, nói, không chỉ là Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ, còn có cái gì gọi là Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu cân. Tất cả đều bị ta giết, còn có ngươi. Ngươi, ngươi, món tay cổ thần lần lượt chỉ qua từng người vạn gia, thần thái kiêu ngạo nói, ngày hôm nay, đến phiên các ngươi, tu sĩ phía sau thấy cổ thần kiêu ngạo như vậy, giống như không coi đám người vạn gia thành chuyện gì to tác, nhất thời sinh ra một loại cảm giác hào hùng vì ác từ đám người vạn gia tựa hồ không còn đáng sợ như trước thấy cổ thần kiêu ngạo như vậy căn bản không để người vạn gia vào mắt vạn thiên thụy giận dữ cầm lên muốn chết theo tiếng nói vạn thiên thụy trợn chừng hai mắt hai quyền nắm chặt hai chân dẫm mạnh xuống dưới mặt đất mặt rất giãn nứt như mạng nhện thân ảnh vạn thiên thụy khé động xẹt qua một đạo tàn ảnh đánh về phía cổ thần một quyền đánh ra một đạo quyền cương lớn hơn trượng đột nhiên xuất hiện chính diện oanh kích về phía cổ thần thần nhi cẩn thận cổ thần đang muốn hoàn thủ một đạo nhân ảnh đã nhào tới trước hắn cổ thương khung so với hắn còn cấp bách hơn mắt thấy tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 bên phía đối phương xuất thủ nhất thời nhào tới chị cương trói mắt thoáng hiện một kinh tiên chỉ ngạnh kháng với quyền cương của vạn thiên thụy một tiếng nổ vang trong sát na chỉ cương và quyền vương va chạm cùng một chỗ chân trí tiên thiên giống như sóng biển cuộn trào tràn ra bốn phương ầm 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 cổ thương không liên tục lôi về phía sau bà bước mới dừng lại thân thể được cho dù đã sử dụng thiên cương thối thể đại pháp cổ thương khung so với vạn thiên thụy còn kém hơn một chút cổ thần nhanh chóng quay đầu ngược trở lại lúc này bên phía vạn gia có vạn thiên thụy vạn thiên phong cổ thương nhạc là ba tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ nhất là vạn thiên thụy và vạn thiên phong hai người này là then chốt nếu như có thể đánh chết một người sau đó bám trụ một người có phụ thân hắn dẫn dắt tu sĩ cổ gia nghênh chiến tu sĩ vạn gia đối phương không có người nào ngăn cản được phụ thân hắn như vậy cơ hội thẳng sẽ nằm trong tầm tay cổ thần nhìn lướt qua vạn thiên thụy vạn thiên phong Vạn Thiên Phong mới chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 8, so ra giết chết dễ dàng hơn một chút. Để tránh sai lầm, hẳn là trước tiên giết chết Vạn Thiên Phong đã. Cổ thần đáng lúc tự hỏi, Vạn Thiên Thụy ha ha cười nói, trách không được có thể lên làm tộc trưởng cổ gia, tu vi không kém, ha ha. Thế nhưng, so với ta còn kém xa, Thiên Phong, cổ thương không để ta đối phó. Để trước tiên bắt giữ tên tiểu tử kiêu ngạo kia, ta phải rút gân lột ra hắn, luyện thành đèn lòng ra người. Vâng, đại ca, Vạn Thiên Phong cười hắc hắc, ánh mắt quay đầu chuyển qua cổ thần thấy bất quá chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ sáu mà thôi tràn đầy khinh miệt thiên phong huynh không nên khinh địch thực lực người này không thể dùng con mắt bình thường phán đoán không rồi tiên thiên cảnh tầng thứ tám người ta liên thủ mới có thể chiến thắng vạn thiên phong đang muốn xuất thủ thân thể cổ thương nhạc khẽ động liền xuất hiện bên cạnh hắn anh ánh mắt vạn thiên phong nhất thời cảnh giác hơn nhiều nói như vậy cũng tốt cổ thần nhất thời nguyên rủa cổ thương nhạc một trăm tám mươi lần thầm nghĩ không xuất ra tuyệt thủ khó có thể nhất cử đánh chết người này rồi tam tuyệt đại trận muốn thi triển cần có chút thời gian bày trận nếu như đối phương cẩn thận tại thời điểm phóng ra tử vong chi kỳ né tránh khó có thể đột nhiên đánh chết may mà còn có một con bài lớn chưa lật trong tay khuế miệng cổ thân vảnh lên một kiện áo tròn màu đen xuất hiện trên lưng vạn thiên phong và cổ thương nhạc đồng thời tỏa sáng hai mắt thầm nghĩ bảo bối tốt mặt đất đột nhiên chấn động tầng tầng nứt nẻ thân thể cổ thần giống như đạn pháo nhảy về phía vạn thiên phong một quyền đánh ra một đạo quyền cương lớn chừng một trượng trong nháy mắt xuất hiện thiên ma chân thể vạn thiên phong hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên bành trướng trong sân nào thân thể cao ba trượng trên người tràn đầy lân giáp hà cái cái miệng máu lớn hai tay biến thành hai cự chảo đánh thẳng về phía quyền cương của cổ thần biên hóa thân thể của vạn thiên phong khiến chúng tu sĩ cổ ra giật mình cổ thương nhạc ngay bên cạnh cũng cả kinh trong lòng nhưng động tác không hề chậm lại âm ngọc đao mạnh mẽ chém về phía cổ thần kèm theo đó là một đạo đao cương dài tới 10 trượng cổ thần đột nhiên cười nhạt quyền vừa thu lại thanh ly kiếm đột nhiên xuất hiện kiếm cương bùng phát anh đòn với đao cương của cổ thương nhạc đưa một tiếng đẩy văng cổ thương nhạc sang một bên tay trái chỉ về phía trước một đạo phù chú đột nhiên xuất hiện đánh thẳng về phía vạn thiên phong màu sắc tấm phù chú này đỏ đậm trên mặt phù chú tràn đầy đồ đang hỏa diễm thoạt nhìn cực kỳ giống liệt hỏa phù thế nhưng ba động linh khí của tấm phù chú này mạnh hơn rất nhiều so với liệt hỏa phù chính là bảo diễm liệt viêm phù do cổ thần lấy được trong hạo thiên động phủ tổng cộng có ba tấm loại hạ phẩm trung phẩm và thượng phẩm bảo diễm liệt viêm phù hạ phẩm giết chết liễu hóa hàn trung phẩm và thượng phẩm vẫn nằm trong càn khôn trạc chưa sử dụng hiện tại rốt cuộc đã phát ra công dụng to lớn của nó bảo diễm liệt viêm phù trung phẩm chính là loại phù chú có thể đánh trọng thương tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. vạn thiên phong nhất thời cảm giác không ổn vạn thiên phong cách đó không xa đột nhiên hô to linh phù trung phẩm thiên phong mau lui lại thế nhưng đã muộn một tiếng nổ mạnh vang lên rồi đột nhiên vô số hỏa hoa từ trung tâm linh phù tràn đi bốn phương tám hướng trong đó còn kèm theo một ít mảnh nhỏ thân thể chân tay của các loại một tiếng hét thê thảm vang vọng trong màn hỏa hoa hóa hoa tiêu tán thân thể cao ba trượng của vạn thiên phong xuất hiện cánh tay phải của hắn đã bị bạo tạm biến mất hoàn toàn trước ngực cũng xuất hiện một lỗ hồng lớn máu tiêu chảy ròng ròng toàn thân đều là vết thương nghiêm trọng ngay trong nẻ mắt hóa hoa tiêu tán một đạo chỉ cương trói mắt không thể nhìn đột nhiên xuất hiện chỉ thẳng về phía cái trán của vạn thiên phong vạn thiên phong vẫn còn chưa kịp phản ứng lại sau khi bị bảo diễm liệt viêm phù nổ trọng thương chỉ cương đã xuyên thủng qua chính giữa đầu hắn ừm thân thể cao ba trượng ngã xuống dưới mặt đất mặt đất chấn động ầm ầm thân thể không còn động đậy đã biến thành thi thể chỉ trong một lần hô hấp một gã tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 đã bị cổ thần miểu sát tất cả tu sĩ ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn chăm chăm vào cổ thần trong lòng chấn động tới tột đỉnh tu sĩ cổ gia nhất thời đại trần tinh thần hành động thực tế của cổ thần đã cho bọn họ nhìn thấy ánh sáng hy vọng thắng lợi trước mắt giờ khắc này tu sĩ cổ gia tràn ngập lòng tinh si khí tăng vọt tương phản tu sĩ vạn gia vẫn còn vẻ mặt không thể tin tưởng nhị đương gia của bọn họ dĩ nhiên bị người khác miểu sát người chấn động nhất chính là cổ thương nhạc mỗi một lần cổ thần xuất thủ luôn luôn nằm ngoài dự liệu của hắn làm cho hắn không thể nhìn thấu được cũng không dám tin tưởng rốt cuộc con bài chưa lật của hắn còn bao nhiêu hai mắt nhìn về phía cổ thần trong mắt cổ thương nhạc lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 cũng có thể miểu sát hắn rốt cuộc là loại quái vật gì cổ thương nhạc đã không còn lòng tin chiến đấu nữa rồi không dám xuất thủ đối với cổ thần thân thể nhất thời lùi về phía sau cực nhanh chạy lúc này trong đầu hắn không còn bất luận ý niệm nào khác chỉ có chạy thoát được sao cổ thần hét lớn một tiếng tốc độ so với cổ thương nhạc còn nhanh hơn gấp đôi khoảng cách giữa hai người vốn không xa trong chớp mắt truy đuổi tới một đạo kiếm cương dài đến 10 trượng đột nhiên xuất hiện đồng thời tay trẻ ném đi một trường tắc bay thẳng về phía cổ thương nhạc chính là pháp khí thượng phẩm tù linh tác vạn thiên phong chết trong tay cổ thần khiến trong mắt vạn thiên thụy chấn động đồng thời bộc phát quang mang dọa người, bọn họ phán đoán sai rồi. Công giả mạnh nhất cổ ra chân chính không phải là cổ thương khung, mà là cổ thần. Một thiếu niên vừa mới vượt qua tuổi 12 không lâu. Chịu chết đi, lửa giận của ta bốc cháy lên, đốt hết mọi thứ, toàn bộ đều chết đi. Vạn thiên thụy giống một tiếng to hơn, thân thể bành trướng, sử dụng thiên ma chân thể. Bản thân vạn thiên thụy có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 9 thiên ma chân thể đã luyện đến tầng thứ năm sử dụng thiên ma chân thể thực lực tiến sát tới tu sĩ thân hải cảnh là đệ nhất nhân dưới thân hải cảnh trong sân na thân thể vạn thiên thụy bành trường cao tới bốn trượng so với gian phòng xung quanh còn cao hơn không ít cái miệng máu thật lớn mở ra đủ để nuốt gọn thân thể người trưởng thành hai cái chân to lớn như đại thụ cự chảo mở ra đạt tới mấy trượng băng cự chảo vạn thiên thụy nắm lại thành quyền đánh về phía trước một tiếng bạo tạc giống như sấm sét vang nơi chân trời không khí trong nháy mắt bị cắt xé một đạo quyền cương trường hơn trượng trong nháy mắt kích về phía cổ thương nhạc kinh tế nhất chỉ cổ thương không vươn ngón trỏ phát ra một đạo chỉ cương bùng lên quang mang chói mắt không thể nhìn thẳng tiếng nổ mày kịch liệt vang lên quyền cương và chỉ cương chạm vào nhau năng lượng chân khí cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng hình thành một vòng xoáy năng lượng chân khí mắt thường có thể nhìn thấy được đẩy rời đi hơn 10 trượng không ít tu sĩ si tiên thiên cảnh sơ kỳ trung kỳ bị vòng xoáy năng lượng chân khí ảnh hưởng thân thể nhất thời giống như diều rất xây, bay vang đi bốn phía. Chỉ trong chớp mắt tiếng gào thét vang lên liên tục, có hơn 10 tu sĩ tu vi hơi chút yếu ớt bị năng lượng chân khí đánh trúng, bị văng đi hơn 10 trượng, thương thế không nhẹ, chỉ qua thời gian 3 lần hô hấp, chỉ cương chói mắt của cổ thương khung đột nhiên yếu dần. Quyền cương của Vạn Thiên Thụy đã chiến thắng, tiếp tục đẩy mạnh về phái trước, một quyền đánh vào chính giữa ngực của cổ thương khung, phụt, cổ thương khung phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị quyền cương bắn trúng, văng ngược lại phía sau hơn 10 trượng, đã lăn trên mặt đất may mà có thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể bằng không bị trúng một đòn này không chết cũng bị trọng thương nhưng dù có thiên cương thối thể đại pháp cường hóa cổ thương khung cũng không tránh khỏi bị nội thương nhẹ một quyền đẩy lùi cổ thương khung bạn thiên thủy có thể tiếp tục truy kích nhưng thân thể chuyển hướng nhảy về phía cổ thần miếng quyền thành chảo chộp vào đầu cổ thần cổ thương nhạc vừa mới tiếp một kiếm của cổ thần chấn động tới mức hai tay tê dại đột nhiên một trường tác xuất hiện quấn vòng trên đầu hắn rồi đổ xuống tu linh tác nhanh chóng phát huy hiệu quả nhất thời trói buộc chân khí tiên thiên toàn thân cổ thương nhạc tu vi tụt xuống chỉ còn hậu thiên cảnh cổ thương nhạc kinh hãi đã bị cổ thần bắt giữ cổ thần đang muốn một kiếm chặt bỏ đầu cổ thương nhạc đột nhiên cảm giác được nguy cơ bao phủ tiếng gió thổi vang lên không chừng đạo đạo cương khí đe ép sau lưng có nguy hiểm trong lòng cổ thần dùng mình không cần quay đầu lại cũng biết vạn thiên thụy đã xuất thủ đối với hắn rồi nhất thời thúc đẩy hiệu quả của tật vũ phi phong tới cực hạ trong sát na hai chân đạp chín bước trên mặt đất sau đó thân thể giống như thuần di xẹt qua một đạo tàn ảnh xuất hiện cách vị trí cũ mấy trượng âm một tiếng nổ cơ trào của vạn thiên thụy thất bại kích vào chính giữa mặt đất khiến mặt đất bị lún xuống đá vụn văng tung tóe hứ tốc độ của cổ thần khiến vạn thiên thụy có chút ngoài dự liệu đột nhiên tốc độ nhanh như thuần di để trong lòng hắn thất kinh cho dù vạn thiên thụy hắn toàn lực cũng không thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy mặc dù trong lòng vạn thiên thụy kinh hãi nhưng động tác nơi tay không hề dừng lại hai móng chia tay mười ngón như thoi đưa một lần nữa chộp về phía cổ thần người hai nhà cổ Vạn tuy rằng vẫn đừng đối lập như trước, thế nhưng ánh mắt của chúng tu sĩ đều chuyển hết lên người cổ thần và vạn thiên thụy. Ai cũng không muốn chuyển ánh mắt đi, hoặc là nhảy lấy một cái. Các tu sĩ vạn gia chỉ có một phần rất nhỏ từng thấy vạn thiên thụy xuất thủ. Bọn họ chỉ biết đại đương gia cường đại tới đáng sợ, thế nhưng đáng sợ tới trình độ nào. Lúc này vạn thiên thụy sử dụng thiên ma chân thể chiến đấu. Tu sĩ vạn gia người nào cũng chừng mắt nhìn thật kỹ. Thực lực của cổ thân mạnh, nằm ngoài dữ liệu của chúng tu sĩ cổ gia lẫn vạn gia. Đồng thời cũng vì thực lực của vạn thiên thụy mà chấn động không ngớt ngay cả cổ thương khung cũng không phải là đối thủ lúc này cổ thần và vạn thiên thụy đối chiến kết quả cuộc chiến của hai người quan hệ tới thắng bại cuối cùng giữa hai nhà vạn cổ chúng tu sĩ nào có người không chú ý thấy mấy ngón của vạn thiên thụy tòa hàn quang ung tùm một chảo bắt ra thì có phô thiên cái địa chảo ảnh hai chảo đều xuất hiện thậm chí mười ngón như thoi đưa tôi hồ ngay cả trời đêm cũng bị xé rách tu sĩ cổ ra đều thay cổ thần mà toát mồ hồi lạnh tu sĩ vạn ra thì mỗi người đều tươi cười đầy mặt cùng nhau kêu lên hoan hô đại đương gia đại đương gia thấy si khí tu sĩ vạn gia tăng vọt, không biết ai đi đầu hô lên một câu. Thiếu chủ, nhất thời chúng tu sĩ cổ gia không nguyện yếu thế, cùng nhau kêu lớn. Thiếu chủ, thiếu chủ, đối mặt với mười ngón cổ vạn thiên thụy chộp tới, khóe miệng cổ thân nổi lên một tia cười nhạt. Hai tay vừa nhấc, thanh ly kiếm trong tay nhất thời biến mất không còn. Ánh mắt chúng tu sĩ vạn gia ngạc nhiên. Không biết vì sao cổ thần lại thu pháp khí thượng phẩm vào trong tủ chữ vật. Đối với tất cả mọi thứ xung quanh, cổ thần không nghe không nhìn trong mắt chỉ có một đại đỉnh vạn thiên thủy hai tay vung về phía trước một lá cờ nhỏ màu đen và một hạt châu xích sắc bay vọt đi lá cờ nhỏ màu đen cắm xuống dưới mặt đất phía trước cổ thần hơn một trượng nhất thời hóa lớn cao hơn một trượng trên mặt lá cờ màu đen có một đóa hoa vô cùng tiên diễm chính là dẫn hồn hoa hạt châu xích sắc lơ lửng giữa không trung chỉ cách tử vong chi kỳ vài thước đồng thời cũng biến thành khổng lồ hóa thành viên cầu lớn như cái bát đồng thời món trò tay phải cổ thần chợt lóe một chiếc nhẫn đỏ như máu tươi đột nhiên xuất hiện chính là sát lục tri giới. Từ chi giới tử vong tri kỳ hủy diệt chi châu sát lục chi giới vừa mới xuất hiện sắc mặt chúng tu sĩ nhất thời biến đổi lớn pháp khí thượng phẩm cổ thần vừa ra tay dĩ nhiên có tới ba kiện pháp khí thượng phẩm đối mặt với trào ảnh bao trùm thiên địa của vạn thiên thụy cổ thần khinh miệt cười chân khí tiên thiên trong cơ thể đồng thời tụ tập di chuyển tới ngón tay một đạo quang mang từ sát lục chi giới bắt ra dung nhập vào trong hủy diệt chi châu quang mang hủy diệt chi châu nhất thời bùng phát mãnh liệt giống như có sinh mạng một đạo hỏa diễm hư huyễn lớn hơn trượng trong ngày mắt sản sinh trong lòng chúng tu sĩ xung quanh đều run dậy đều cảm giác được một loại khí tức hủy thiên địa địa bất quá vạn thiên thụy thấy thế quang mang hai mắt đại thịnh sức mặt vui vẻ lớn tiếng cười nói nội đan trích hồ ha ha trời cũng giúp ta lấy được nội đan trích hồ cuộc đời này tất bước vào thân hải cảnh ha ha vạn thiên thụy giống như con ruồi nhìn thấy nước thối nhất thời một chảo trộm về phía hủy diệt chi châu muốn chết hai mắt cổ thần sáng ngời hét lớn một tiếng hủy diệt chi châu trong né mắt bắn ra ba đạo xích mang chói mắt sắc mặt chúng tu sĩ đều biến đổi lực lượng trong mỗi một đạo xích mang này đều giống như một kích toàn lực của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. ba đạo xích mang giống như ba tu sĩ thần hải cảnh đồng thời công kích hư bất quá cũng chỉ như vậy thiên ma chân thể tầng thứ năm ma thần lâm thế thiên ma phụ thể vạn thiên thủy tức giận hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên hắc khí trương lên vô số hắc khí hình thành một đạo cương cháo bao phủ toàn thân hắn hai cự chảo cũng bị hắc khí vần xung quanh vẫn duy trì thế chộp tới hủy diệt chi châu phía sau vạn thiên thụy đột nhiên xuất hiện một đấu ác ma thật lớn cao tới 10 trượng bị bầu trời đêm bao phủ chỉ thấy đấu ác ma khổng lồ chợt lóe trong sát na hình thành một đạo hắc khí chui vào trong cơ thể vạn thiên thụy thân thể vạn thiên thụy một lần nữa bằng trướng lớn chừng năm trượng một có khí tức cường đại không gì sánh được từ trên người vạn thiên thụy phát ra thực giống như cổ ma lâm thế không tốt sắc mặt chúng tu sĩ cổ gia đại biến tu sĩ vạn gia thì vui vẻ tiếng hoan hô đều tăng lên hò hét vang dội tiểu tử kiêu ngạo người chết chắc rồi ha ha đối mặt với vạn thiên thụy đột nhiên tăng tiến thực lực kinh khủng sắc mặt cổ thần không đổi ngược lại vẻ mặt mỉm cười tuy rằng vạn thiên thụy thông qua thiên ma chân thể tầng thứ năm cường hóa thực lực đã tiếp cận rất gần thân hải cảnh nhưng trung quy chỉ là gần mà thôi không hề chân chính bước vào tu vi thân hải cảnh không có tu vi thần hải cảnh chân chính vậy thì không thể chống đỡ được công kích tử tan tuyệt đại trận trong vẻ mặt mỉm cười của cổ thần ba đạo xích mang dung nhập vào trong tử vong tri kỳ nhất thời lá cờ màu đen không gió tự động dẫn hồn hoa tiên diễm giống như có sinh mạng quang mang đại thịnh khi tứ tử trong trong né mắt lan tràn trong sát na chúng tu sĩ si cảm giác thân thể như lọt vào luyện vực bốn phương tám hướng chỉ có cảm giác tử vong nhưng không ra trên mặt quái vật vạn thiên thụy có biểu tình gì thế nhưng thân thể đột nhiên chấn động nhất thời nghĩ có điểm không ổn thế nhưng đã quá muộn chín đạo cương khí màu đen nhất thời từ trên đóa hoa tiên diễm hiện rõ tại lá cờ bắn ra mỗi một đạo cương khí màu đen đều ẩn chứa uy lực cực kỳ to lớn vượt quá ba đạo xích mang từ hủy diệt chi châu bắn ra chín đạo cương khí màu đen đồng thời xuất hiện lực lượng cường đại tới mức độ nào vạn thiên thụy vừa mới bắt vào hủy diệt chi châu cách tử vong chi kỳ chỉ vài thước chín đạo cương khí màu đen trong sát na bắn tới trước mặt vạn thiên thụy tốc độ cực nhanh không thể né tránh chúng tu sĩ chọn tó mắt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cổ thần và vạn thiên thụy chiến đấu với nhau không nghĩ tới tình thế đột ngột chuyển biến chỉ trong khoảng khắc vạn thiên thụy nguyên bản khí thế ngấp trời chiếm thế thượng phong vô cùng rõ ràng đột nhiên biến thành một phương yếu thế tam tuyệt đại trận chính là thượng cổ kỳ trận cổ thần lấy được từ trong di trì thượng cổ thế gian hầu như không lưu truyền nếu không có trình độ tông sư trận pháp căn bản không biết có loại trận pháp này tồn tại vạn thiên thụy đối với trận pháp chỉ như cưỡi ngựa xem hoa tự nhiên phải chịu thiệt thòi hắc khí toàn thân cuồn cuộn hai chảo của vạn thiên thụy lập tức thu về bảo hộ yếu hại trong sát na chính đạo cương khí màu đen đồng thời kích vào người vạn thiên thụy va chạm một chỗ với hắc khí hậu thể của hắn tiếng hét lớn thê thảm vang lên trên người vạn thiên thủy xuất hiện chín lỗ máu bất quá chín lỗ máu này không xuyên thủng qua thân thể hắn chín đạo cương khí màu đen trải qua hắc khí màu đen ngăn cản uy lực đại yếu đi rất nhiều nhất là vị trí yếu hại tuy rằng hai cự trào đã bị cương khí xuyên thủng thế nhưng lỗ máu tại vị trí yếu hại chỉ có hai tấc không đủ trí chí mạng chính đạo cương khí màu đen uy lực tuyệt luân kia cũng chưa thể hoàn toàn lấy đi tính mạng vạn thiên thụy cũng chưa đủ khiến hắn bị trọng thương tình cảnh lúc này đáng lý ra phải ăn mừng thế nhưng vạn thiên thụy không hề có nửa điểm tân tình vui vẻ chỉ có hối hận hối hận chính mình nhìn thấy nội đàn trích hồ quá mức hưng phấn không để ý tới tình huống có khác biệt đã quá khinh địch chúng tu sĩ vạn gia cũng không hề có người nào phát ra tiếng hoan hô ngược lại sắc mặt càng thêm trầm trọng la lớn đại đương gia mau tránh vừa mới đỡ được đợt công kích đầu tiên đợt sóng công kích thứ hai đã bắt đầu khởi động công kích tới thời điểm cổ thần phá đi tu di kim cương đại trận sử dụng tam tuyệt đại trận liên tục công kích bốn năm canh giờ đâu phải chỉ một lần công kích là xong chính đạo cương khí màu đen trong hai con mắt to lớn của vạn thiên thụy dường như biến thành ký hiệu tử vong để màn hắc khí toàn thân vạn thiên thụy đã tiêu hào vô cùng nhiều lần này tiếp tục đối mặt với chính đạo công kích bằng cương khí màu đen chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ phập 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 phập, phập. chính vòi máu tươi từ phía sau lưng vạn thiên thụy phun ra lúc này đây chính đạo cương khí màu đen vượt qua màn hắc khí ít ỏi xuyên thủng thân thể hắn vạn thiên thụy trừng lớn hai con mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm cổ thần quả thực không thể tin tưởng được hắn là đệ nhất nhân dưới tu sĩ thân hải cảnh thế nào lại chết trong tay tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu đồng thời tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu này chỉ là một thiếu niên mới hơn 10 tuổi sinh mệnh đã dần dần trôi đi trên sân rộng hoàn toàn yên tĩnh vạn thiên thụy thấy thần sắc chúng tu sĩ vạn gia đều biến đổi lớn tiếng la hét đối với hắn thế nhưng hắn lại cảm thấy đâu óc mơ mơ hồ hồ lại là chín đạo cương khí màu đen xuất hiện trước mặt thế nhưng lần này hắn không hề có chút sợ hãi nào cũng không hề có hành động né tránh càng không có hành động phóng ngự nào hắn biết chín đạo cương khí màu đen này hoàn toàn xuyên thủng thân thể hắn thế nhưng hắn lại không có cảm giác đau đớn không có thanh âm không có cảm giác không có mùi vị rất nhanh tất cả mọi thứ trước mắt biến thành tối đen dần dần ngay cả ý thức cũng không còn cái gì cũng không còn ầm ầm thi thể của vạn thiên thụy rơi xuống mặt đất thân thể cao tới năm trượng khiến sân rộng rung động hai tay cổ thần vừa nhắc tử vong chi kỳ hủy diệt chi châu sát lục chi giới đều thu hết vào trong tay biến mất không còn thanh ly kiếm lại xuất hiện trên tay kiếm cương xuất hiện hai mắt như đao nhìn về phía chúng tu sĩ vạn gia hét lớn một tiếng giết một người cũng không để lại cổ thần vừa quát chúng tu sĩ cổ gia đều từ kinh ngạc phản ứng lại nhất thời pháp khí trong tay bùng phát quang mang cương khí công kích về phía chúng tu sĩ vạn gia đại đương gia vẻ mặt chúng tu sĩ vạn gia kinh khủng trong mắt tu sĩ vạn gia vạn thiên thụy của thực giống như thần minh là tồn tại không có khả năng thất bại thế nhưng lúc này đánh đến cổ gia chúng tu sĩ vạn gia lại trở thành một khúc nhạc đệ nho nhỏ nhiệm vụ nguyên bản cho rằng dễ dàng cũng có thể hoàn thành thế nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ vừa mới mở màn tranh đấu nhị đương gia vạn gia vạn, vạn thiên phong đã bị cổ thần trực tiếp miều sát ngay sau đó đại đương gia vốn được coi như thần minh cũng không thể chống đỡ được lâu dưới tay cổ thần cuối cùng phải bỏ mạng tại chỗ từ lúc quảng súng thi thể chúng tu sĩ liệu ra tràn đầy kiêu ngạo bước lên sân khẩu đến lúc vạn thiên phong vạn thiên thụy đều bị giết chết vẻ mặt chúng tu sĩ vạn gia biến đổi liên tục trước nay chưa từng có tâm tình của bọn họ thực sự có thể nói là giống như trong mộng ảo có người không khỏi tự về chính mình cố gắng tìm chứng cứ xem có thực đang ở trong mộng cảnh hay không nhưng cảm giác đau đớn nói cho hẳn biết đây không phải là mộng tất cả mọi chuyện phát sinh vừa rồi đều là sự thực đại đương gia của bọn họ đã chết nhị đương gia cũng đã chết hai vị đương gia vừa chết vạn gia nhất thời như rắn mất đầu lúc này còn lại 21 tu sĩ thấp nhất cũng đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 4. trên thực tế thực lực của bọn họ vẫn mạnh mẽ như trước thế nhưng lúc này trong lòng bọn họ chỉ còn có sợ hãi không còn chút chuyển ý vạn thiên phong vạn thiên thụy đều đã chết bọn họ làm sao dám chiến vài tiếng kêu thảm thiết vang lên lập tức có vài tên tu sĩ vạn gia né tránh hơi chậm bị tu sĩ cổ ra chém chết dưới kiếm tốc độ của cổ thần nhanh tới cực điểm xét qua một đạo huyễn ảnh kiếm cương thanh ly kiếm trương lên mỗi một lần xuất kiến đều có một gã tu sĩ vạn gia bị giết chết nguyên bản thực lực chúng tu sĩ vạn gia không thấp cũng không đến mức không kham nổi một kích như vậy nhưng trong đầu đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu chỉ còn sợ hãi chiếm đầy tâm linh mà nói điều này là trong tình lý chạy mọi người chạy mau một gã trưởng lão vạn gia phản ứng lại chúng tu sĩ vạn gia cần một người thủ lĩnh không ai lãnh đạo bọn họ bọn họ hiển nhiên bị chia thành năm bè bảy màng chạy nhanh nhanh thanh âm của người này đột nhiên dừng lại một đạo kiếm cương từ trước mặt chém xuống thân thể lập tức bị chia thành hai nửa thân thể cổ thần vừa hạ xuống không hề dừng lại kiếm cương bành trướng tiếp tục chuyển hướng sang một gã tu sĩ vạn gia khác tên trưởng lão vạn gia kia mặc dù chết nhưng lời hô hào của hàn đã có chút tác dụng chúng tu sĩ vạn gia không có một người nào dám dừng lại cả đám đều ngựa khí phóng lên cao lao vào bầu trời đêm đen kịt bỏ chạy tư tán thời điểm tới chúng tu sĩ vạn gia có 23 người cuối cùng còn sức chạy trốn chỉ còn trên dưới 10 người bao gồm cả nhị đương gia đại đương gia của bọn họ đại bộ phận tu sĩ vạn gia đều đã chết nơi đây vừa mới trải qua một hồi chiến đấu chúng tu sĩ cổ gia không vội vã đuổi theo hiện tại cổ phủ bị phá hủy nghiêm trọng trên sân rộng mổn ngang thi thể Đại bộ phận đều là tu sĩ cổ gia, còn có không ít thi thể tu sĩ vạn gia, đương nhiên không thể thiếu một phần của cổ gia. Mặt đất trên sân rộng đều đã tan vỡ, nơi nơi đều là thi thể, thật nhìn giống như bãi tha ma. Thời điểm chiến đấu vừa rồi không có cảm giác gì, thế nhưng lúc này mọi người quan sát những thi thể này, không khỏi có chút lạnh lẽo. Chỉ một buổi tối như vậy đã có rất nhiều tu sĩ tiên thiên cảnh phải ngã xuống nơi đây. Những người này trong con mắt thường nhân chính là tiên nhân có thể bay lượn trên bầu trời. Thế nhưng, thời điểm sinh mệnh của bọn họ biến mất, Bọn họ so với con người bình thường cản bản không có gì khác nhau. Mạng tiện như con kiến, con người như vậy, tu sĩ, cũng là như vậy. Ánh mắt chúng tu sĩ từ thi thể trên mặt đất đảo qua, cuối cùng, ánh mắt đều dừng lại trên mỗi người đến 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 cổ thương nhạc. Cổ thần hơi lật tay, tù linh tác trói chặt cổ thương nhạc bay tới gần. Ra súng trước mặt chúng tu sĩ cổ ra, lúc này, đám tu sĩ vừa làm phản chạy sang phía cổ thương nhạc đã sớm không ai chú ý đứng trở về trận danh tu sĩ cổ ra trong lòng bọn họ đang run rẩy hận không thể tự đánh chính mình một trăm cái một nghìn cái bát tai trong lòng thầm mắng chính mình vì sao lại có mắt như mù như vậy chọn sai đội mũ cổ thương nhạc rơi xuống đất cổ thương không đi tới một cước đạp vào ngực hàn nói người thua ha 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 cổ thương nhạc cười thê lương nói không nghĩ tới thực sự không nghĩ tới ha ha cổ thương khung ta biết ta thua vì cái gì anh vì sao cổ thương không hỏi ánh mắt cổ thương nhạc chuyển sang người cổ thần trong ánh mắt tràn đầy cứu hận nói ta hận ta bại bởi ngươi là bởi vì ta không có nhi tử thiên tài như ngươi ta hận sinh ra hai thằng phế vật không có cổ thần ta sao thua ta sao thua ta sao thua nói tới phía sau thanh âm của cổ thương nhạc đã chuyển thành rít gào cổ thương không cười cười nói ngươi nói đúng ta chỉ có một nhi tử này không chỉ là may mắn của ta cũng là may mắn của toàn bộ cổ gia ngày hôm nay nếu không có thần nhi toàn bộ cổ gia đã bị đoạn tuyệt rồi nói xong cổ thương không nhìn lướt qua hàng ngũ chúng tu sĩ cổ gia nói vừa đi theo cổ thương nhạc đều đứng ra không ít tu sĩ sợ hãi rụt rè bước ra trong đó còn có trưởng tử của cổ thương nhạc đến 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 cổ thái nói cấu kết ngoại tộc tàn hại đồng tông dựa theo tộc quy bị xử trí như thế nào cổ thương không hỏi bị bị xử tử chúng tu sĩ nơm nớp lo sợ nói cổ thương không lại tiếp tục hỏi lâm trận làm phản vứt bỏ người cùng tộc phải xử trí như thế nào xử xử tử thanh âm chúng tu sĩ càng thêm sợ hãi cổ thương không nhìn quét qua chúng tu sĩ nói như cổ thần nói tất cả thành viên chi thử tham chiến từ hôm nay trở đi tấn chức thành trực hệ tạ ơn tộc trưởng nhất thời lấy cổ thiên sơn dẫn đau hơn 10 tu sĩ đồng thời quỳ xuống tạ ơn tấn chức làm trực hệ không chỉ đơn giản là cá nhân bọn họ mà là toàn bộ gia đình của bọn họ có thê tử bọn họ có nữ nhân có phụ mẫu từ hôm nay về sau đều là thành viên trực hệ cổ thương không phát phát tay mọi người đứng lên trên mặt tràn đầy vui mừng trong ánh mắt nhìn về phía cổ thần càng tràn ngập tính nể bọn họ cho rằng trận chiến vừa rồi nhất định tuẫn thân vì gia tộc không hề nghĩ tới tất cả nguy cơ đều bị cổ thần lần lượt hóa giải bọn họ thì từ thành viên chi thử tấn trước thành thành viên trực hệ hoàn toàn là do cổ thần ban tặng cổ thương không tiếp tục nhìn về phía chúng tu sĩ làm phản nói vừa rồi đứng một bên bảng quang thành viên trực hệ chuyển thành thành viên chi thứ vào hành đi Tạ ơn tộc trưởng, có hơn 10 tu sĩ phát ra thanh âm khổ sáp, tiến vào trong chúng tu sĩ cổ ra. Hơn 10 tu sĩ vừa mới tấn trước thành thành viên trực hệ dùng ánh mắt tràn đầy khinh bị nhìn mấy người này. Vô cùng co thường, từ ngay về sau, quan hệ giữa bọn họ đã trao đổi cho nhau rồi. Từ trước là chủ nhân, tới hiện tại là hạ nhân, từ trước là hạ nhân đến hiện tại thành chủ nhân. Phía trước chỉ còn lại hơn 10 tu sĩ làm phản chuyển sang gia nhập đội ngũ cổ thương nhạc. Cổ thương không lần lượt liếc mắt nhìn qua đám người, nói, các ngươi vốn chỉ có một đường chết, nhưng ta cho các ngươi một cơ hội, có thể miễn đi tội chết nguyên bản chúng tu sĩ trắng bạch mặt nhất thời có chút vui mừng nói tạ ơn tộc trưởng tạ ơn tộc trưởng cổ thương không đá cổ thương nhạc tới trước mặt mọi người nói người này dựa theo tộc quy phải bị xử tử do các người đến giải quyết sau khi xử tử hắn các người đã không còn là người cổ gia thanh nhạc thủy không cho phép các người tiến vào tự tìm đường mô sinh cổ hiên nhìn cổ thương không xử lý mọi chuyện gật đầu trao đổi ánh mắt với tam trưởng lão tràn đầy tán thưởng những người này vốn nên xử tử toàn bộ nhưng đã từng là người cổ gia ngày hôm nay tha cho bọn họ một con đường sống nói rõ cổ thương khung không phải người yếu xác đối với tộc nhân từng phạm sai lầm vẫn có thể cho cơ hội hối cải về phần cổ thương nhạc là chủ mưu mọi chuyện tự nhiên không có khả năng buông tha hắn để những tu sĩ làm phản tới giải quyết hắn thực sự rất thích hợp cổ thương khung vừa mới nói xong liền có một người lấy ra pháp khí một kiếm đâm vào người cổ thương nhạc cổ thương nhạc kêu lên thảm thiết người này kéo trường kiếm ra kéo theo một vòi máu tươi tanh nồng nếu người này có thể tại thời điểm gia tộc xuất hiện nguy cơ có hành động làm phản vậy thì hắn làm phản cổ thương nhạc hiển nhiên không cần lý do gì quá lớn mà hiện tại giết cổ thương nhạc để đổi lấy mạng hắn hắn còn gì phải do dự cổ thương không gật đầu nói ngươi có thể đi từ hôm nay nếu người tiếp tục xuất hiện tại thành nhạc thủy cổ ra đối với người giết không tha tạ ơn tộc trưởng khai ân Người này gật đầu nói lập tức bước lên phi kiếm biến mất trong vầy trời đêm có một người đi đầu những người còn lại đều bước lên một bước cổ thái có chút trần chờ nhưng cuối cùng vẫn bước theo. Những người này nguyên bản là tu sĩ thuộc hạ của chính mình, hiện tại cư nhiên muốn tới giết hắn. Cổ thương nhạc dừng suy nghĩ, trận mắt nhìn, chỉ bất quả á huyệt của hắn đã bị cổ thần phong bế. Không thể nói lời nào, ánh mắt cổ thương nhạc nhìn chăm chăm vào cổ thái, hai mắt trưng thật lớn, lừa giận ngập trời. Bất quá, đây là cơ hội duy nhất cứu mạng sống cổ thái, tuy rằng sắc mặt không đành lòng, nhưng không hề dừng lại bước chân, đi theo phía sau mọi người. Một kiếm, một gã tu sĩ đâm xuống, trên người cổ thương nhạc lại nhiều hơn một lỗ thủng phun máu tươi lại một kiếm thêm một tu sĩ đâm kiếm xuống trên người cổ thương nhạc đã nhiều hơn một lỗ thủng mấy kiếm qua đi nhãn thần cổ thương nhạc đã dần dần tiêu tán hô hấp yếu ớt sinh mạnh lay lắc toàn thân hơi co giật vẻ mặt vô cùng thống khổ cổ thái là người cuối cùng bước tới bên cạnh cổ thương nhạc những tu sĩ trước đó đều chỉ đâm cổ thương nhạc một cái rồi rời đi lúc này cổ thương nhạc đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít ánh mắt chúng tu sĩ cổ ra đều tụ tập lên người cổ thái người trên mặt đất này chính là phụ thân của hắn hắn có giống như những tu sĩ khác cũng đâm cổ thương nhạc một kiếm để đổ lấy tính mạnh của chính mình hoặc hoặc là không trong đầu chúng tu sĩ xoay chuyển ý nghĩ nhưng trung quy không phải chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy không thể đưa ra đáp án rõ ràng chúng tu sĩ không có đáp án nhưng cổ thái có hắn liếc mắt nhìn cổ thương nhạc trên mặt đất cắn ra một cái một kiếm đâm xuống địa phương chúng tu sĩ đâm kiếm đều là thân thể cổ thương nhạc mà kiếm của cổ thái đâm thẳng và yếu hầu cổ thương nhạc cổ thương nhạc run run cổ thái rút kiếm lại một vòi máu tươi từ giữa yết hầu cổ thương nhạc phun ra, hai mắt cổ thương nhạc chậm rãi nhắm lại, một kiếm này đã kết thúc thống khổ của phụ thân hắn, chết để chấm dứt sinh mệnh đau thương này, rốt cuộc là hắn giúp phụ thân mình thoát khỏi thống khổ hay là để chính mình tránh được một mạng, chúng tu sĩ không biết trong lòng cổ thái suy nghĩ cái gì, lúc cổ thái giết chết cổ thương nhạc, không nói thêm một lời, tung phi kiếm, biến mắt trong bầu trời đêm đen kịt, cổ thương nhạc đã chết, nên thường đã thưởng, nên phạt đã phạt, tất cả, tựa hồ đã kết thúc, cổ thương không nói, xử lý sạch sẽ toàn bộ thi thể. Tối nay nhanh chóng khôi phục mọi thứ, đừng cho nữ nhân và hải tử nhìn thấy thảm trạng này. Rõ, tộc trưởng, mọi người đáp. Chúng tu sĩ si cổ gia đang muốn bắt đầu quét dọn, đột nhiên trên không trung lại rơi xuống một vật thể. Phịch một tiếng, mọi người nhìn về phía tiếng động, thân sắc biến đổi, lại là một vụ thi thể đầm đìa máu tươi. Ngày hôm nay từ trên bầu trời đem rơi xuống thi thể khiến các tu sĩ xung quanh chấn động. Nhưng vừa rồi đều là vạn gia ném thi thể xuống. Lúc này vạn gia đã chạy trốn, cô thi thể kia là sao? Lẽ nào lại có địch tới phạm Chúng tu sĩ cổ ra nhất thời kinh hãi, quay đầu nhìn lên bầu trời, không trung đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Anh, thi thể động đậy, lúc này, không biết ai kêu lên một câu. Ánh mắt chúng tu sĩ đều chuyển qua nhìn thi thể, quả nhiên cụ thi thể kia hơi run rẩy lật người. Đôi tay chồng muốn đứng lên, là một người sống, thân thể cổ thần khẽ động, xuất hiện ngay bên cạnh người nọ. Nếu có thể động hiển nhiên không chết, không phải là thi thể rồi. Cổ thương khung, cổ hiền, tam trưởng lão cùng với những người khác đều chạy tới toàn thân người này đều là máu tươi nhưng quan sát sơ qua có thể nhận ra được thân phận của hắn cùng kêu lên nói vân trí người này chính là một trong ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu của vân gia chỉ thấy nhãn thần vân trí hỗn loạn thanh âm khàn khàn nói cứu 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 liên tiếp nói ra ba tiếng cứu vân trí tựa hồ như đang dùng xong một tia tinh hoa sinh mệnh cuối cùng cánh tay muốn chống người vô lực nhất thời tuyệt khí vân gia gặp nạn mọi người nhìn nhau Cô Hiên nói, cổ thương nhạc ngày hôm nay tới Liễu Gia, cũng đi Vân Gia, kết quả buổi tối chỉ có Liễu Gia tới Phạm. Xem ra Vân Gia chưa thông đồng làm bậy với cổ thương nhạc, hai nhà Vân, cổ đời đời giao hảo. Ta cùng với Vân Nhàn Càng là lão bằng hữu tâm đầu ý hợp, nay Vân Gia gặp nạn, ta phải tới cứu giúp. Cổ thương không gật đầu nói, phụ thân, để tránh bị người khác dùng kế điều hổ ly sơn, hài nhi và tam thúc ở nhà, người và thần nhi. Thương thu cùng đi, trong tộc có hài nhi, đi Vân Gia có thần nhi, hai bên không sợ. Tốt, cổ hiên gật đầu nói, chúng ta đi ba đạo độn quang phóng lên trời cao cổ thần cổ hiền cổ thương thu phi độn hướng thẳng nam thành rất nhanh liền xuất hiện trên bầu trời nam thành từ xa xa đã nhìn thấy trên sân rộng vân gia đang tiến hành chiến đấu kịch liệt số lượng tu sĩ tấn công vân gia không nhiều lắm chỉ có hai người đều đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ bảy mà vân gia lại không có một tu sĩ nào đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ bảy số lượng tiên thiên cảnh cũng chỉ hơn 30 người mà thôi bị hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng bảy một trước một sau vây quanh sân rộng Vân gia không lớn mạnh như cổ gia, càng đừng nói tới liễu gia. Tổng cộng tu sĩ tiên thiên cảnh chỉ hơn 30 người, nhưng nhân số tham chiến lại lên tới hơn 60 người. Không ít tu sĩ hậu thiên cảnh đều bị vây trong sân rộng. Vân Kinh Hồng cùng với một vị trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ sáu khác đứng một trước một sau đám người vân gia. Chống cự lại hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy tấn công. Hai người đều đã thụ thương. Hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy tấn công vân gia không phải ai khác chính là hai trưởng lão tu vi cao nhất vạn gia vạn thiên phong cử hai người này phong tỏa vân gia sau khi bắt đầu tấn công cổ gia hai người này cũng đồng thời phát động công kích vân gia bất quá vạn thiên thụy mang theo chủ lực vạn gia đại bại tại cổ gia số tu sĩ si còn lại đều điên cuồng chạy trốn không ai báo tin với hai người bọn họ còn đang chiến đấu với vân gia không rớt ra được hai người bọn họ đã khiến toàn bộ vân gia không chút lực hoàn thủ trong lòng hai người vô cùng sảng khoái hoàn toàn không nghĩ tới chủ lực vạn gia tại cổ gia đã hoàn toàn xong vận rủi rất nhanh sẽ đổ ập lên trên đầu bọn họ thấy công lâu không dứt điểm trận đấu được trưởng lão vạn gia nhất thời sử dụng thiên ma chân thể thân thể bánh trướng trong nháy mắt đã biến thành cao gần ba trượng thực lực đề cao không ít quyền kính kích vào kiếm cương của vân kinh hồng toàn thân vân kinh hồng chấn động bị trưởng lão vạn gia đánh văng đi mấy trượng tiểu nữ này có tư sắc không tồi đợi bàn trưởng lão bắt giữ chậm rãi dạy dấu ha ha không tồi không tồi đánh một quyền đẩy lùi vân kinh hồng trưởng lão vạn gia nhất thời ha ha cười lớn hai trào chộp về phía vân tuyết đằng sau vân kinh hồng tuyết nhi siêu nhi mau lùi lại một thanh âm vang lên theo đó là bóng người đánh về phía tu sĩ vạn gia người này tương đối giống vân kinh hồng chính là bào đệ của vân kinh hồng tên vân hồng nhạn vân hồng nhạn chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ năm không phải là đối thủ trưởng lão vạn gia chỉ thấy trưởng lão vạn gia đánh một trào liền trộm được pháp khí của vân hồng nhạn vào trong tay sau đó tay kia cầm xuống nhất thời đâm sâu vào lồng ngực vân hồng nhạn Lập tức, năm ngón tay xòe ra, thân thể Vân Hồng Nhạn chia năm xẻ bảy, bị phân thây mà chết. Anh, Vân Tuyết, Vân Siêu đồng thời hét lên một tiếng chói tai, chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, nhị thuốc của bọn họ đã bị chết chết, ngay cả thi thể cũng không bảo toàn. Tốc độ trưởng lão vạn gia không chút giảm bớt, tiếp tục trục về phía Vân Tuyết. Tuyết Nhi, Vân Kinh Hồng thê lưng chu lên, thế nhưng lúc này hắn cách Vân Tuyết quá xa, muốn cứu cũng không kịp, một cự chảo màu đen cách Vân Tuyết càng lúc càng gần. Đồng thời một chảo khác của trưởng lão vạn gia trực tiếp đâm xuyên qua ngực Vân Siêu trưởng lão vạn gia phát sinh tiếng cười điên cùng hưng phấn ha 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 đúng vào lúc này không trung đột nhiên bắn ra một đạo quang mang chói mắt một đạo kiếm cương dài tới 10 trượng từ trên bầu trời ập xuống trực tiếp đâm thẳng về phía trưởng lão vạn gia kiếm cương chưa tới kiếm khí dài tới hơn 10 trượng đã bổ trúng thân thể trưởng lão vạn gia bắt quá trưởng lão vạn gia sử dụng thiên ma chân thể phòng ngự tầng lân giáp rất mạnh kiếm khí căn bản không phá được tầng phòng ngự của hắn anh đột nhiên trưởng lão vạn gia hết thả một tiếng thân thể thật lớn bị kiếm cương bổ trúng Tuy lân giác chống đỡ được kiếm khí nhưng không thể chống đỡ được kiếm cương. Nhất thời bị phân thành hai, hai nửa thân thể đổ xuống. Một đạo kiếm cương trói mắt tập súng nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người vân ra. Lập tức mọi người đều nhìn chăm chăm vào người thiếu niên dầm kiếm vừa xuất hiện. Không phải cổ thân còn là người phương nào, là hắn. Một câu sợ hãi này đồng thời xuất hiện trong lòng mọi người ở đây. Vân Tuyết nhìn đạo thân ảnh kia, hoàn toàn ngây dại. Vân Siêu nhìn cổ thần, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Quên cả thương thế trên người, Vân Kinh Hồng nhìn cổ thần, đôi con mắt trừng lớn như mắt trâu, cũng không thể tin tưởng một tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng 7 dĩ nhiên bị cổ thân dùng một kiếm giết chết tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ bảy cũng bị hắn dùng một kiếm giết chết hắn đến tôi cùng là thiên tài hay yêu nghiệt vân hiên nhìn thân ảnh cổ thần thì thào nói một kiếm giết chết trưởng lão vạn gia cổ thần không quan tâm người khác nghi hắn thế nào thân ảnh khế động lại chuyển sang gã trưởng lão vạn gia còn lại gã trưởng lão vạn gia này cũng tràn đầy ngạc nhiên thật không ngờ đột nhiên tình thế xảy ra biến hóa to lớn như vậy một kiếm kia ẩn chứa lực lượng khiến toàn thân hắn chấn động hắn biết chính mình không thể chống đỡ được một kiếm này vì vậy, cổ thần chém một kiếm vừa rồi, gã trưởng lão vạn gia này biết được chính mình không phải đối thủ, nhất thời bay lên trời, lập tức bỏ chạy, vừa mới bay vọt lên trời hơn 10 trượng, trên không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo cương mang. Chém tàng về phía trưởng lão vạn gia, cổ hiền và cổ thương thu đồng thời xuất thủ, cổ hiền có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ sáu, cổ thương thu có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ năm. nguyên bản hai người xuất thủ rất khó ngăn cản được người này, nhưng trong lòng trưởng lão vạn gia kinh hãi thật sâu đối với một kiếm của cổ thần, mắt thấy trong không trung trận lấy cương mang nhất thời sợ hãi không dám có chút ngăn cản thân ảnh lập tức hạ xuống dưới vừa mới chạm đất hai chân liền đạp mạnh thay đổi phương hướng khác chạy trốn điên cuồng cứ như vậy tránh được công kích của cổ hiền và cổ thương thu thế nhưng lại tiêu tốn thời gian vài lần hô hấp thân ảnh cổ thần nhanh như thiểm điện lập tức đuổi theo sát phía sau người này chạy trốn lần thứ hai vừa mới bay được hơn 10 trượng một đạo kiếm cương dài tới 10 trượng xuất hiện ngay phía sau hắn điên cùng truy đuổi người này hơi quay đầu nhìn nhất thời sắc mặt đại biến Người thiếu niên này vừa mới ở bên đầu sân bên kia, lúc này mới qua bao lâu, cư nhiên đã đuổi theo gần tới vậy. Trong ngạc nhiên cùng cực, kiếm cương của cổ thần đã xét qua cổ của hắn. Một cái đầu tròn văng lên cao, một cụ thi thể không cầu nhất thời từ trên không trung rơi xuống đất. Thời gian cổ thần xuất hiện tới lúc kết thúc chỉ trong 10 lần hô hấp. Hai gã tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ bảy đã hoàn toàn chết trong tay cổ thần. Chúng tu sĩ vân ra trợn mắt há mồm nhìn tất cả chuyện này biểu hiện của cổ thần đã hoàn toàn phủ định thưởng thức của mọi người năm nay mới qua 12 tuổi đã giết chết tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7 như trò đùa còn có chuyện gì khó tin hơn chuyện này sao có đương nhiên là có nếu như mọi người biết được cổ thần ngay cả tiên thiên cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9 đều đã giết chết dường như trò đùa này sẽ thấy vô cùng bình thường sau khi giết chết hai gã trưởng lão vạn gia thân thể cổ thần không hề dừng lại hóa thành một đạo độn quang biến mất trong bầu trời đêm từ lúc xuất hiện tới lúc biến mất một câu nói cũng không phát ra chỉ lưu lại một bóng lưng ra ra, Tony đi rồi sẽ về. Thanh âm của cổ thần từ xa xa truyền đến. Vân Kinh Hồng đi tới trước mặt cổ hiền, không thể tin tưởng hỏi thăm. Cổ thúc thúc vừa rồi, người nọ là, là cổ thần. Hư, đương nhiên là cổ thần. Cổ hiền tức giận nói, từ lúc Vân Kinh Hồng tới cửa hối hôn. Cổ hiền chưa từng giữ vẻ hòa nhã đối với hắn. Hắn, hắn ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bảy cũng giết. Vân Kinh Hồng không hề quan tâm tới ngữ khí của cổ hiền, nhờ tới chuyện vừa rồi, cảm giác như trong giấc mộng. Nghe xong Vân Kinh Hồng nói, cổ thương thu ngay bên cạnh ha ha cười. Cổ hiền cũng tràn đầy vẻ tiểu ý. Tô si tiên thiên cảnh tầng thứ bảy tính là cái gì? Cổ hiền ngạo nghễ nói, tô si tiên thiên cảnh tầng thứ 9 cũng bị cổ thần giết. Cái gì? Sắc mặt mọi người vân gia đều biến đổi, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh vặn vẹo. Thiên địa đảo ngược, cổ hiền, cổ thương thu dừng lại tại vân gia đoạn thời gian không ngắn. Thuật lại chuyện liêu gia đã bị tiêu diệt, qua nửa canh giờ mới trở về cổ gia, mà cổ thần còn chưa trở về thẳng cho tới khi thanh lý xong toàn bộ thi thể trên sân rộng lại dùng đá lớn tạm thời ổn định mặt đất đã biến dạng nghiêm trọng cổ thần mới trở về cổ ra mọi người hỏi hắn đi nơi nào hắn chỉ nói là đi vòng vo một chút ngày thứ hai thành thái dương truyền tới tin tức gia tộc tu chân vạn ra thành thái dương trong một đêm hoàn toàn bị tiêu diệt tất cả tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên đều bị một lão đầu tay mặt tràn đầy vết rỗ giết chết ngay cả trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ sáu cũng không ngoại lệ không ai chạy trốn được về phần đại đương gia, nhị đương gia thì tung tích không rõ. Từ đó về sau không người nào gặp qua thân ảnh đại đương gia, nhị đương gia. Vạn gia chủ tể thành Thái Dương mấy trăm năm, từ đó về sau súng dốc không phanh. Quân hùng chúng tu sĩ thành Thái Dương quật khởi, sau một đoạn thời gian tranh đấu không ngắn. Do ba đại gia tộc tu chân giành thắng lợi, từ đó về sau thành Thái Dương giống như thành nhạc thủy trước kia, quan phủ ở Tây Thành. Ba đại gia tộc phân biệt nằm giữ Bắc Thành, Đông Thành, Nam Thành. Mà tình hố thành nhạc thủy hoàn toàn tương phản với thành Thái Dương nguyên bản thế chân và của ba đại gia tộc tu chân đột nhiên bởi vì liễu gia tại bắc thành bị tiêu diệt thế lực vân gia giảm mạnh toàn bộ thành nhạc thủy đã trở thành một nhà cổ gia độc đại từ đó về sau thành nhạc thủy kết thúc cục diện ba đại gia tộc tu chân cộng đồng quản lý tất cả tu sĩ thành nhạc thủy lấy cổ gia đông thành làm chủ không có bất cứ thế lực nào đủ sức chống lại tộc trưởng tộc trưởng vân gia cầu kiến ngày hôm sau thành nhạc thủy đã khôi phục nguyên dạng cổ thương không đang kiểm duyệt tin tức biến động địa vị thành viên đột nhiên một gã hạ nhân chạy tới báo vân kinh hồng Cổ thương khung phất phất tay, nói, gọi hắn tiến vào. Sau khi hạ nhân rời khỏi, giây lát, Vân Kinh Hồng bước vào, thần sắc cổ thương khung hơi kinh ngạc. Vân Kinh Hồng không phải một người tới, bên cạnh còn dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Vân Tuyết. Vừa vào phòng, Vân Kinh Hồng liền mỉm cười đầy mặt tiến lên, nói, cổ tộc trưởng, đêm qua nhiều chuyện, có cổ ra xuất thủ cứu giúp. Hôm nay Kinh Hồng dẫn tiểu nữ đặc biệt tới ta ơn. Vân Kinh Hồng nói xong, Vân Tuyết lập tức bước hai bước, cuối người thi lễ với cổ thương khung nói, Tuyết Nhi ra mắt cổ thúc thúc, cổ thương khung khẽ gật đầu nói mời ngồi vân kinh hồng ngồi đối diện với cổ thương khung vân tuyết thì đứng thẳng một bên Đại vân kinh hồng ngồi xuống cổ thương khung mỉm cười nói lần này vân tộc trưởng tới đây không phải chỉ đơn giản là tới tạ ơn đúng không trên mặt vân kinh hồng cười gượng hai tiếng nói từ một năm trước tiểu nữ đối với cổ thần tình căn đâm sâu ngưỡng mộ không ngớt đêm hôm qua lại nhìn thấy phong thái của cổ thần càng mê luyến trong lòng hôm nay đến đây muốn 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 kết làm thân gia với cổ tộc trưởng riêng tiểu nữ và cổ thần câu thân mà đến cổ thúc thúc ta thích cổ thần thúc chỉ cần nói với cổ thần như vậy thôi ta muốn gả cho hắn làm thê tử của hắn vân tuyết bên cạnh cũng thẳng thắn nói cổ thương không mỉm cười ánh mắt nhìn thẳng vân kinh hồng nói vân tộc trưởng không phải trước kia nói cổ thần và tiểu tuyết có mệnh thần bất hoàn hay sao sắc mặt vân kinh hồng đại biến ba một tiếng tự cho mình một cái tác kêu vang nói đó là do ta mê muội nhất thời nói bậy nhất thời nói bậy cổ tộc trưởng nghìn vạn lần không nên tính toán cổ thần và tiểu nữ không hề có nửa điểm mệnh thần bất hòa huống hồ tiểu nữ đối với cổ thần cực kỳ mê luyến không bằng không bằng để cho bọn nó tiếp tục hồ nước cổ thương không trầm ngâm cuối cùng thở dài nói chuyện của cổ thần tất cả do trình nó quyết định ta sẽ không gây bất cứ áp lực gì cho nó cổ thần ở đâu vân kinh hồng vân tuyết đồng thanh hỏi cổ thương không nói hắn đi đi hắn đi đâu vân tuyết vội hỏi cổ thương không lắc đầu ta cũng không biết sáng sớm ngày hôm nay nó đã đi rồi nó nói muốn bế quan không bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ bảy không trở về thành nhạc thủy nói xong cổ thương khung liếc mắt nhìn vân tuyết nói thân nhi một lòng truy cầu tu luyện có một trái tim tu đạo kiên định không gian sau này của nó không phải là cái địa phương thành nhạc thủy nho nhỏ này nếu thực sự thích nó vậy phải đuổi theo kịp bước chân của nó bằng không mà nói hai người các người căn bản không có khả năng có thì cũng cực kỳ bé nhỏ quáng động bắc thai sơn mạch khoáng linh thạch cổ thân nhờ tới nơi này hôm nay vạn gia liêu gia đã bị tiêu diệt thanh nhạc thủy lấy cổ gia độc tôn tu vi cổ thương nhạc thâm hậu trong phòng nhìn dặm xung quanh không có bất cứ thế lực nào đủ sức uy hiếp cổ gia. đồng thời tu vi của cổ thương không theo thời gian trôi đi còn có thể tăng thêm trên diện rộng đối với cổ gia cổ thần không cần phải quan tâm nữa rồi hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là sớm ngày bước vào tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ bảy sau đó khởi hành tới hư linh sơn tại thiên đô phòng, nơi này có hư thiên tông có sư phụ kiếp trước hắn từng kính trọng có sư tỷ kiếp trước hắn từng ái mộ cách mỗi năm nay hư thiên tông sẽ khai sơn thu đồ đệ một lần kiếp trước cổ thần 18 tuổi vừa vặn gặp thời điểm hư thiên tông khai sơn thu đồ đệ bởi vì có điểm cơ sở tu chân mà mơ hồ gia nhập hư thiên tông sau đó mơ hồ phân phối tới bách thảo phong trở thành một đồng tử luyện dược sau đó mỗi ngày sống một cách ngây ngốc thẳng cho tới khi mơ hồ gặp gỡ sư tỷ hư tử uyên được hư tử uyên khai đạo trong lòng khôi phục lại lòng tin cuộc sống hư tử uyên lén dạy hắn luyện dược lén dạy hắn pháp thuật để cổ thần tại đông đảo đồng tử luyện dược chỗ hết tài năng được phong chủ bách thảo phong hoàng dược tiên coi trọng cuối cùng được Hoàng Dược Tiên Thu làm đệ tử. Hiện tại cổ thần hơn 12 tuổi, trong lòng vô cùng tưởng niệm đối với sư phụ sư tỷ, ý niệm quấn quanh. Sao có khả năng chờ đợi tới khi 18 tuổi? Hư Thiên Tông cách 5 năm khai sơn thu đồ đệ một lần, như vậy, thời điểm cổ thần 13 tuổi Hư Thiên Tông sẽ khai sơn thu đồ đệ, ngay tại đầu xuân sang năm. Hiện tại có thời gian gần một năm, sau khi tu luyện bước vào tiên thiên cảnh tầng thú bảy gia nhập vào Hư Thiên Tông cũng không trễ. 5 năm năm kiếp trước mới tới được Linh Hư Sơn, hôm nay cổ thần đã là tu sĩ si tiên thiên cảnh. Ngựa khí phi hành, chỉ cần thời gian một tháng là tới rồi. Cổ thần liên tục đào trong mạch khoáng linh thạch hơn một vạn khỏa, trải qua hơn một năm tu luyện. Phệ linh quyết yêu cầu tiêu hào rất nhiều linh thạch, trên cơ bản sắp tiêu hào hết. Muốn bổ sung linh thạch, cổ thần tự nhiên phải tới mạch khoáng linh thạch trong quáng động Bắc Thái Sơn. Đồng thời, linh khí trong mạch khoáng linh thạch tương đối nồng đậm, đối với tu luyện có lợi ích thật lớn. Ngày hôm nay cổ thần không phải đi tìm dẫn hồn hoa và các tài liệu gì đó. Bế quan trong mạch khoáng linh thạch này rất thích hợp trong càn khôn trà của cổ thần có rất nhiều tử nguyên hoa hoàng tinh chi linh tâm thảo trước khi bế quan cổ thần đã luyện chế khá nhiều nguyên linh đan thượng phẩm cực phẩm để lại một phần cho phụ thân hắn số còn lại đủ cho hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong cùng với tiểu bạch luyện hóa nguyên linh đan cực phẩm cần phải có tử nguyên hoa hoàng tinh chi linh tâm thảo hoàn toàn thành thục hàm lượng linh khí so với nguyên linh đan thượng phẩm còn sung túc hơn nhiều hiện tại cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu vừa vặn có thể hấp thu dược lực từ nguyên linh đan cực phẩm phục dụng nguyên linh đan cực phẩm cộng thêm hấp thu linh khí từ linh thạch tốc độ tu luyện của cổ thần hoàn toàn không phải là tu sĩ cùng cảnh giới có thể so sánh sau khi tiểu bạch dùng nội đan của hắc tiền giao tu vi đã tăng lên không ít tựa hồ so với cổ thần còn mạnh hơn một chút tương đương với cảnh giới tiên thiên cảnh tầng thứ bảy dùng nguyên linh đan cực phẩm cộng thêm tu luyện hấp thu linh khí trong mạch khoáng linh thạch tốc độ tăng trưởng tu vi không hề kém hơn bao nhiêu so với cổ thần ai có thể biết được trong quáng động bắc thai sơn cư nhiên có mạch khoáng linh thạch càng không ai biết Cổ thần đang bế quan tu luyện trong mạch khoáng linh thạch này. Linh thạch đối với tu sĩ mà nói vô cùng quan trọng, cơ bản là cung không đủ cầu. Nếu như biết được cổ thần đang ngồi trong một toa mạch khoáng linh thạch, trời ạ, à, không biết các tu sĩ khác sẽ có cảm tưởng gì. Mỗi ngày cổ thần đều tu luyện, dùng linh thạch rèn đúc thân thể, ngày qua ngày, qua mỗi một ngày chân khí tiên thiên trong cơ thể cổ thần càng thêm hồn hậu, tu vi của thực tiến triển cực nhanh, tăng trưởng kinh người. Một ngày đen trôi qua, một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua. Thời gian qua mau, cổ thần bế quan trong mạch khoáng linh mạch trước mắt đã trôi qua nửa năm. Thời gian 6 tháng, cổ thần rốt cuộc đã thúc đẩy tu vị tăng tiến tới đỉnh phong tiên thiên tầng thứ sáu, chạm vào bình cảnh tiên thiên tầng thứ sáu. Chỉ cần vượt qua tầng bình cảnh này là có thể bước vào cảnh giới tiên thiên tầng 7, trở thành tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ từ khi chạm vào bình cảnh tu vi cổ thần liền đình chỉ đào linh thạch dến đúc thân thể dùng thời gian cả ngày liên tục trùng kích bình cảnh một ngày đêm không được thì hai ngày hai ngày không được thì ba ngày liên tục trùng kích 18 ngày liền như vậy rốt cuộc đã đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ sáu trong sân nào cổ thần cảm giác được thư sướng không gì sánh được nguyên bản thân thể ế ái bất kham đột nhiên trở nên tràn ngập lực lượng dùng không hết cô thần quát lớn một tiếng một đoạn khí bẩn từ trong miệng phun ra chấn động toàn bộ quáng động run run cổ thần đứng dậy nắm chặt hai tay cười ha ha cổ thần bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ bảy rồi cổ thần là tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ rồi hi hi bóng trắng chợt lóe thân thể tiểu bạch lập tức chạy lên bờ vai cổ thần hai lòng nói cổ thần vuốt vuốt đầu tiểu bạch nói tiểu bạch còn nhớ do ta đã nói với ngươi chúng ta phải đi hết toàn bộ cổ hoang hay không à à tiểu bạch nhớ kỹ tiểu bạch hài lòng gật đầu cổ thần cười nói tốt chúng ta sắp bắt đầu trạng thứ nhất trong lữ trình rồi ha ha trở lại thanh nhạc thủy trải qua một ngày đêm cuối cùng cáo biệt với phụ thân ta sau đó chúng ta lên đường tới linh hư sơn Hư Thiên Tông, ý thức cổ thần quét qua Càn Khôn Trạm một chút, mấy tháng qua vừa tu luyện vừa đào linh thạch, trong Càn Khôn Trạm đã có hơn 10 vạn khỏa linh thạch rồi, chữ lượng của quáng mạch này không nhỏ, đào hơn 10 vạn khỏa mà không cảm thấy ít đi bao nhiêu, khả năng chữ lượng ít nhất cũng có trên trăm vạn, duy nhất đáng tiếc chính là trong mạch khoáng này không có linh thạch trung phẩm, nói cách khác, giá trị mạch khoáng linh thạch này còn cao hơn mấy lần, hơn 10 vạn linh thạch đã đủ cổ thần sử dụng một đoạn thời gian dài rồi, một lần nữa che lại thông đạo tiến vào mạch khoáng linh thạch, cổ thần ra khỏi quáng động ngự khí phi hành rất nhanh tiến vào trong thành nhạc thủy tuy rằng cổ thần bế quan tu luyện hơn nửa năm nhưng đại danh của hàn đã sớm vang vọng khắp thành nhạc thủy cổ thần vừa mới trở về nhà lập tức khiến tu sĩ thành nhạc thủy chấn động tất cả mọi người đều biết thiên tài cấp bậc yêu nghiệt mới qua tuổi 12 đã đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu của cổ gia vừa trở về nhà cổ thần về đến nhà nói với cổ thương không dự định của chính mình cổ thương không cũng không giữ lại nói thần nhi ta biết con là một hùng ưng một ngày nào đó nhất định sẽ bay vào bầu trời cao xa kia trong tộc có ta, con không cần phải lo lắng, chỉ là sau này con tu vi đại thành cùng nên trở về nhà xem một chút, phụ thân chờ con. Tuy rằng cổ thần và cổ thương không đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này vẫn bi thương vô cùng, vài lần chia lìa trước đó cổ thần không đi xa. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở về, mà lúc này đây, một khi cổ thần rời đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về cổ ra một lần nữa. Ngày hôm nay, hai phụ tử nói chuyện đặc biệt nhiều, nói chuyện phiếm tới tận khuya, sau lại cộng thêm cổ hiền gia nhập. Cổ thần lấy mấy vạn linh thạch và một ít pháp khí trung phẩm lấy được trong Hạo Thiên Động phủ cùng với các loại pháp quyết đã chuẩn bị sẵn cho phụ thân hắn, rất muộn mới trở về phòng của mình. Tuy rằng không muốn, thế nhưng không thể dao động quyết tâm của cổ thần gia nhập Hư Thiên Tông. Tuy rằng phụ thân rất quan trọng, nhưng trung quy không thể mãi mãi sinh hoạt cùng một chỗ với phụ thân, nghĩ đến đây, trong lòng cổ thần không khỏi cười cười, sư tỷ, mới chính là đối tượng hắn nguyện ý sinh hoạt cùng nhau. Ban đêm, cổ thần chăn chọc khó ngủ, cũng không biết qua bao lâu. Ngoài cửa sổ nhoáng lên tia sáng đầu tiên, trời đã sáng rồi. Cổ thần rời giường, chuẩn bị rời đi sớm, chuyện muốn nói đều đã nói, muốn bàn giao đều đã bàn giao. Hôm nay không cần phải tiếp tục gặp mặt chịu cảnh đau thương ly biệt, cứ lặng lặng rời đi như vậy tốt hơn. Cổ thần vừa mới ra sân nheo nheo con mắt, chỉ thấy Vân Tuyết không biết từ khi nào đã đứng bên ngoài. Thấy cổ thần đi ra, Vân Tuyết nhất thời tỏa sáng hai mắt chạy tới. Cổ thần nhíu mày, nói, ngươi tới làm gì? Vân Tuyết nói, ta sớm biết, ngươi khẳng định sẽ rời đi lúc sáng sớm lại lẳng lặng rời đi vì vậy trời còn chưa sáng ta đã chờ ngươi ở đây rồi cho ta để làm gì cổ thần hỏi vân tuyết hưng phần nắm cánh tay cổ thần nói ngươi dẫn ta cùng đi ta thích ngươi chúng ta cùng nhau lịch lãm cổ thần đẩy tay vân tuyết ra nói ngươi thích ta chính là bởi vì thiếu niên trong thành nhạc thủy không ai sánh được ta vân tuyết suy nghĩ một chút gật đầu cổ thần nói ngươi biết trời ca bao nhiêu hay không ngươi có biết cổ hoang rộng lớn bao nhiêu hay không ngươi có biết cổ hoang có mấy đế đỉnh có bao nhiêu thế lực tu tiên hay không Người có biết tu sĩ cao dài chân chính đạt tới trình độ tu vi gì hay không? Vân Tuyết liên tục lắc đầu, nhưng vấn đề cổ thần hỏi, nàng hoàn toàn không biết. Cổ thần nói, trời cao 12 vạn 9600 trượng, cổ hoang có 12 vạn 9600 vạn dặm, Công giả ngũ đại đế đình tát nhẹ một cái là có thể khiến toàn bộ thành nhạc tùy chin sâu xuống đất nhìn trượng. 12 tuổi có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu, không nói toàn bộ cổ hoang, chỉ nói riêng đại danh triều chúng ta, không có 1 nghìn cũng có 800. Vân Tuyết, cho người phát hiện ra thế giới bên ngoài to lớn mức nào, người sẽ biết được ta hiện tại căn bản không đáng giá nhắc tới ngươi không thích ta ngươi chỉ là sùng bái cường giả lời ngươi nói đều là thực sự vân tuyết mở to hai mắt cổ thần gật đầu nói thực sự vân tuyết chừng con mắt nhìn thế nhưng ta bây giờ còn thích ngươi cổ thần lắc đầu nói đó là vì ngươi còn chưa gặp người mạnh mẽ hơn so với ta vân tuyết vội la lên sẽ không ta sẽ vẫn thích ngươi ngươi dẫn ta cùng nhau đi tu vi của ngươi không đủ cổ thần liên tục lắc đầu ta hiện tại đã có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9, từ khi ngươi nói thích tu luyện Ta liền một mực khổ tu, trừ ngươi ra, thanh nhạc thủy đã không còn ai so sánh được với ta, cổ thần. Chúng ta trời sinh một đôi, Vân tuyết chuyển người một cái, biểu diễn tu vi của chính mình. Cổ thần nói, nếu như ngươi có tu vi tiên thiên cảnh, ta thực ra có thể mang theo ngươi đi nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng hiện tại không được, nếu như ngươi bước vào cảnh giới tiên thiên, có thể tới Linh Hư Sơn. Hư Thiên Tông tìm ta, đến lúc đó ngươi có thể quyết định một lần nữa. Hiện tại ta đã, đã muốn đi, vẫn tuyết sụi rụi chân một đạo độn quang phóng lên trời cao thanh âm của cổ thần từ xa xa truyền tới hiện tại không được chờ người bước vào tiên thiên cảnh rồi hãy nói vân tuyết ngẩng đầu nhìn đạo độn quang kia càng bay càng xa rất nhanh biến mất trong tầm nhìn của nàng linh hư sơn tám bạn dặm phía bắc thành nhạc thủy cổ thần dốc toàn lực ngự khí phi hành dùng tật vũ phi phong tốc độ ngang ngửa với một tu sĩ thân hải cảnh một ngày vạn dặm chưa đến 10 ngày đã đến từ giờ đến cuối năm vẫn còn năm tháng nữa còn lâu mới đến ngày hư thiên tiên tông chiêu đồ cổ thần không cần phải vội vàng mỗi ngày phi độn hơn hai ngàn dặm thấy đằng trước có thành trì thì tìm khách điểm nghỉ lại hôm sau mới đi tiếp tu sĩ phi độn cũng giống như người thường chạy chạy càng nhanh thân thể càng mệt mỏi hơn nữa nếu như không quá gấp rút chẳng tu sĩ nào muốn liều mạng cổ thần mỗi ngày phi độn hơn hai ngàn dặm giống như người thường đi bộ mặc dù nhẹ nhàng nhưng nếu như đi suốt một ngày cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi thân là một tu sĩ, lúc thân thể mệt mỏi chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng là đã có thể hồi phục chứ không phiền phức như người thường. Mỗi ngày hơn 2000 dặm, gần 20 ngày, cổ thần đi được 3 vạn dặm về phía bắc, ra khỏi phạm vi thế lực cung ra phía chính đông, tiến nhập lãnh địa thân ra phía đông bắc. Cả ngày hôm nay, cổ thần phi độn thêm 2000 dặm nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy thanh trì đầu tiên thuộc lãnh địa thân ra. Cổ thần đáp xuống ngoài thành, đi bộ vào bên trong. Không phải là cổ thần không muốn trực tiếp bay vào trong thành, mà là ngoài cổng thành có treo mấy chu lớn, trong vòng ngắn trượng cấm phi hành tòa thanh trì này lớn hơn thành nhạc thủy rất nhiều những thành trì kiểu này người thường đông mà tu sĩ cũng đông để tránh việc các tu sĩ bay đi bay lại trên trời như những con ruồi người ta cấm phi hành luôn cho dù phải đi bộ cổ thần cũng không giảm tốc độ đi nhiều lắm so với người thường nhanh hơn gấp 10 lần hoàn toàn bằng với tốc độ chạy toàn lực của người thường nhanh chóng vào được trong thành trên cổng thành cổ thần nhìn thấy mấy chữ thân nam thành thân nam thành lớn gấp đôi thành nhạc thủy nhưng người đi lại trong thành thì rất ít có thể nói là vắng vẻ, cổ thần thầm cảm thấy kỳ quái. Nhưng, cổ thần đi qua một con phố, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, không phải là người trong thành ít, mà là người trên con phố cổ thần mới đi trên cơ bản đều chạy sang con phố trước mặt. Mọi người súng đông súng đỏ, ánh mắt cùng hướng về một phía. Cổ thần nhìn theo ánh mắt mọi người, mặc dù cách khá xa nhưng sự vật mà mọi người đang nhìn vượt in rõ trong mắt cổ thần. Trước mắt họ là một bức tường gỗ, trên tường gỗ dán một bức họa lớn. Trên bức họa có đề năm chữ đen xì, lệnh truy nã đế đỉnh. Cổ thần vừa nhìn năm chữ đó dường như bắn ra tinh quang, hằn sâu vào trong não hải cổ thần. Năm chữ lạnh truy nã đế đình không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, không sao đuổi đi được. Hình như có một loại ma lực nào đó khiến người ta chỉ nhìn là không sao quên được. Cổ thần chớp chớp đôi mắt, trong lòng thoáng kinh ngạc. Người viết ra năm chữ này thì ít phải có tu vi thần hải cảnh dẫn hồn kỳ trở lên. Truyền đại pháp lực vào trong chữ viết, khiến người ta vừa nhìn đã ghi nhớ, không sao quên được. Cổ thần di chuyển ánh mắt xuống dưới, dừng lại chỗ bức họa. Người được vẽ là một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Thủy tay trái có một nốt ruồi đen rất rõ ràng, tướng mạo anh tuấn và đặc điểm rõ ràng, cộng thêm năm chữ lệnh truy nã đế đình. Mọi người chắc chắn sẽ ghi nhớ, lại chuyển mắt xuống dưới, phía dưới bức họa có viết mấy chữ lớn. Tội phạm truy nã, Lý Nghiêm, bên cạnh vẫn còn hai hàng chủ thích. Người cung cấp thông tin phạm nhân cho quan phủ sẽ được thưởng một vạn linh thạch, kẻ nào che giấu thông tin, chu diệt toàn tộc. Cổ thần không hề xa lạ với lệnh truy nã đế đình bởi vì kiếp trước cổ thần trở thành kẻ thù của tàng thiên cơ hắn cũng đã có vinh hạnh được truy nã kiếp trước cổ thần đến đây bây giờ đã hai năm lệnh truy nã sớm đã không còn nữa lý nghiêm người bị truy nã lần này cổ thần suy nghĩ một lúc không thấy có ấn tượng gì nhìn thêm lúc nữa cổ thần không nán lại nữa mà tiếp tục đi sang một con đường khác phía cuối con đường có mấy chữ lớn đang phất phơ trong gió khách đếm đại tiên nhìn thấy tên khách đếm này biết ngay là do người thường mở tu sĩ sẽ không dùng từ đại tiên để gọi một tu sĩ khác chỉ có người phàm mới gọi tu sĩ là đại tiên. Tu sĩ si tiên thiên cảnh nghĩ rằng bước vào thân hải cảnh có pháp lực vô biên mới được coi là vào tiên lộ. Tu sĩ thân hải cảnh thì nghĩ bước vào mệnh tuyển cảnh, đột phá mệnh các mới được coi là tu tiên giả. Có thể khiến tu sĩ được gọi là tiên thực sự chỉ có độ hư cảnh cường giả. Độ hư cảnh cường giả không sử dụng pháp bảo, lo lường bằng chính pháp lực bản thân mới được gọi là tiên. Không dùng ngoại vật tự mình nhấc mình lên, phá vỡ mọi lý thuyết, đó chính là tiên. Nếu không, cho dù rời nó lấp biển, kéo dài thọ mệnh đến hàng trăm năm thì vẫn là người. Chỉ là mạnh hơn người thường nhiều lần mà thôi. Vừa bước vào cửa khách nếm đại tiên, một tên tiểu nhị lập tức niềm nở chạy đến. Đại tiên, mời vào trong. Bên trong khách niếm toàn là tu sĩ, người thường nhìn thấy mấy chữ đại tiên, tuyệt đối không dám vào. Cho dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám. Cổ thân nhìn khắp một lượt tu sĩ trong khách điếm, nơi này của nhiên hơn hẳn thành nhạc thủy. Tất cả đều là tiên thiên tu sĩ, thậm chí có hai người đạt đến tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cổ thân mặc dù vẫn chưa tròn 13 tuổi, nhưng thân thể cao lớn, nhìn chẳng khác gì một thiếu niên 15-16. Hắn quá trẻ, nếu như để lộ ra tu vi quá cao sẽ khiến người khác để ý, nên hắn chỉ khống chế tu vi bản thân ở cảnh giới tiên thiên tầng 4. Ở thanh nhạc thủy, con trẻ như vậy mà có tu vi tiên thiên tứ tầng, nhất định sẽ khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng ở chỗ này, sau khi tất cả tu sĩ quan sát một lượt, dù ánh mắt có thoáng kinh ngạc thì cũng không một ai giật mình. Rõ ràng, một thiếu thiên có tu vi tiên thiên tầng 4 ở đây không phải là ít. Cổ thần ngồi xuống một chiếc bàn trống, tiểu nhị lập tức đưa thực đơn cho hắn. Cổ thần chọn vào món ăn nhẹ, tiểu nhị nhanh chóng dọn ra. Nếu để tiểu bạch ăn trong khách điếm, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý. Lần này cổ thần không có việc gì cần phải nghe ngóng, đương nhiên không cho tiểu bạch ra ngoài. Tiểu bạch lúc này đang ngủ khi khi bên trong tay áo cổ thần. Nhưng, mặc dù không muốn nghe ngóng gì, cổ thần vẫn để ý đến cuộc nói chuyện giữa hai tu sĩ bàn bên chính là hai tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ lúc nãy mặc dù giọng nói đã được làm cho thấp xuống nhưng vẫn không lọt khỏi tai cổ thần hai tu sĩ này tuổi độ tứ tuần một người mắt to mày rậm tướng mạo thô lỗ một người tay cầm quạt giấy khuôn mặt ôn hòa nhìn giống thư sinh người đàn ông mắt to mày rậm thô lỗ nhìn khắp bốn phía thì thầm nói văn huynh nghe nói lý gia toàn tộc bị tảng gia giết hết rồi hôm nay xem ra việc này của nhiên không giả nghe được câu này cổ thần nghĩ gia tộc họ lý đại kiên triều cổ thần cũng biết đại danh triều thì không biết có gia tộc họ lý không có thể khiến tàng gia ra tay giết hại chắc chắn không nhỏ đột nhiên cổ thân thoáng giật mình không lẽ là lý do đang nghi đến đây thì thu sinh được gọi là văn huynh thì thầm nói không phải sao một trong cửu điện tu tiên thế gia đại doanh chọc giận đế đình thì cũng tan tành mây khói bây giờ đế đình ra lệnh truy nã rồi kẻ bị truy nã chạy đâu cho thoát